Tuy rằng toàn thể gia đình quý vị chưa thay đổi, nhưng mà bản thân của quý vị đã có sự thay đổi, và cái sức ảnh hưởng của mình với gia đình và với làng xóm, với xã hội rất mạnh. Bởi vì tâm con người cũng có thể xuất sanh một lời nói hưng thịnh nước nhà. Từ tâm con người xuất sanh một lời nói mà suy bại nước nhà. Một lời nói hưng thịnh nước nhà, từ nơi tâm thanh tịnh, tâm lợi người lợi vật. Tâm người này cách vật, tức là ngăn cách được vật dục, là tham sân si, tài sắc danh thực thì ngăn cách được vật dục. Cho nên trí tuệ của người này vượt trội hơn những người khác. Cho nên con người này chỉ một lời nói họ là hưng thịnh nước nhà. Từ nơi tâm họ thay đổi được. Chúng tôi nghĩ 3 năm là muộn. Một năm là quý vị thấy nó có sự thay đổi khác biệt. Như vậy chúng tôi sợ quý vị nghe nó chán. Vì Phật Pháp khó nghe mà. Và rất là khó diễn đạt. Vì vậy cho nên nếu mà người diễn đạt mà thường xuyên mỗi ngày mà người nghe cũng hoan hỷ để hưởng thụ Pháp Bảo Văn Sao Ấm Tổ, thì chúng tôi nói lợi lạc vô cùng. Mong rằng mỗi người trong này bây giờ là mình học trò của Ấm Tổ. Chúng tôi là người chỉ có trách nhiệm phổ biến thôi, chứ không dám nhận làm thầy của ai đâu. Thì quý vị tôn kính nói là sư phụ thôi, chứ thực ra chúng tôi cũng trong lòng thực sự không bao giờ dám nhận. Tổ sư là Bồ Tát Đại Thế Chí hóa thân, mà Ngài cũng nói tôi không dám nhận làm thầy ai đâu. Tôi chỉ có bổn phận đó là đem Phật Pháp, chúng tôi thấy thọ dụng có tốt, thọ dụng nó có lợi ích, thì tôi đem đi phổ biến cho mọi người. Đó là cái sự khiêm tốn. Và bây giờ hiện tại mình là học trò của Ấn Tổ. Thì sau một thời gian 5 năm, 10 năm, 20 năm, biết đâu cái nhân duyên nó thay đổi, thì mình đến một cái làng quê nào đó. Hồi trước chúng tôi về tỉnh Thất cũng là một cái làng quê, không ai biết đến, đường xá khó đi. Và
Nơi đó không phải là ngay trung tâm thành phố Đà Lạt, mà ở đó niệm Phật chung với ba chúng tôi, với mẹ chúng tôi, với mấy cụ già. Mà bây giờ hình thành được cái tỉnh thất như vậy, cả trăm người ở, các cụ ở xung quanh, đó là do cái việc mình tin theo người đi trước. Người đi trước họ chỉ dạy mình sao, mình nghe, mình làm theo như vậy, thì gọi là lời dạy của Thánh Tiên Hiền rất quan trọng. Thì hôm nay chúng ta nói về cái việc nhân quả mà bộ sách Tổ sư Ấn Quang hay giới thiệu, đó là An Sĩ Toàn Thư. Hồi sáng hôm qua chúng tôi ở tại cái thất ở dưới này và đọc một buổi sáng, có cảm được những cái điều này. Đọc qua mấy chục trang nhưng mà trong 2-3 trang thì thấy cái chỗ này nên chia sẻ với đại chúng. Trên bộ sách này cố gắng đại chúng làm sao gối đầu giường bổ túc và giúp ích cho mình rất là nhiều. Cho nên chuẩn bị cái lễ vô hạ ở chùa Hương Nghiêm ở Đại Ninh đó, thì 480 vị, hôm qua chúng tôi thông báo với thầy Minh, mình xuất kho ra một tấm tám gạo để mình cúng dường cho chư tăng ni mùa hạ, với một chai dầu thấp, dầu lưu ly. Người ta cúng mấy trăm thùng, một trăm mấy chục thùng, mà một thùng nó đến 6 chai mà đâu phải xài hết đâu, 6 bình luôn, bình 2-3 lít, 3-4 lít nhỉ. Như là bỏ thêm vô trong đó một cái bộ An Sĩ Toàn Thư, mình in 5.000 bộ chứ không phải 500. Ấn tổ cuộc đời của Ngài in hơn vạn bộ, in hơn là 10.000 bộ. Thì chút nữa chúng tôi sẽ nói vì sao mà chư tổ, chư đại Bồ Tát cũng như Hòa Thượng Tịnh Không đặt nặng cái vấn đề để mà đem cái lời của Thánh Tiên Hiền, giáo dục nhân quả, giáo dục của Phật giáo đem đến cho nhân sinh, đem đến cho nhân loại. Các ngài có cái nhìn sâu rộng và nhìn xa trong rộng. Thì cái việc mà trong An Sĩ Toàn Thư, Ấn Tổ Ngài có giới thiệu cái bộ sách này, chúng tôi coi qua thì thấy có những cái chỗ mà chúng tôi tâm đắc. Thứ nhất là trong này họ nói là con người mình có 8 cái nạn và 8 cái khổ. Thì chúng tôi nghe nói là tam đồ bát nạn cu ly khổ, mình đọc kinh Lăng Nghiêm có nói về chỗ này, nhưng mà để nhớ 8 cái khổ thì coi lại trong này thì ông có ghi ra 8 cái nạn. Tam đồ là 3 cái đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là khổ nhất. Rồi đến Atula, đến người là đến trời. Tam đồ bát nạn là 8 cái nạn. Nạn thứ nhất là nạn nước lục, là gọi là nước trôi. Nạn thứ hai là nạn lửa cháy. Nạn thứ ba là nạn tù ngục oan uổng. Nạn nước lục, nạn lửa cháy. Nạn thứ ba là tù ngục oan uổng. Nạn thứ bốn là trộm cướp. Nạn thứ năm là chiến tranh binh lửa. Nạn thứ sáu là mất mùa đói thiếu. Nạn thứ bảy là dịch bệnh truyền nhiễm. Nạn này đó là cái quả khổ. Nếu mà con người giúp cho họ vượt qua họ 8 cái nạn này đó, thì ông Chu An Sĩ ông mới nói rằng là đây là cái phước đức và công đức bậc hạ giúp cho người thoát nạn. Đây là phước đức của bậc hạ giúp cho người hiểu nguyên nhân của cái nạn, cái khổ là công đức phước đức bậc trung. Giúp cho người biết được cái nhân để liễu sanh thoát tử, ra khỏi tam giới luôn, đây là công đức của bậc thượng. Hôm nay chúng tôi nói điều này. Ví dụ như là người ta bị nước lửa trôi, lửa cháy nước trôi đi. Thì bây giờ họ đang khổ, màn trời chiếu đất, không có nhà, mình đến mình giúp cho họ cái nhà. Thì cái đó là mình giúp cho họ để chữa cháy trong tạm thời, thì việc này cũng làm. Nhưng mà nguyên nhân gì họ bị
gọi là lửa cháy mà nước trôi. Lý do gì họ bị cái nạn này? Là nguyên nhân họ đã tạo cái nhân ác. Họ không nhìn nhận ra được cái nhân ác. Khi mà họ nhìn nhận ra được nhân khổ, nhân xấu, nhân ác mù màng, họ thu được, họ đem họ tặng cho người khác. Cho nên mù màng thất mát họ vẫn có, họ ăn. Và họ tù tội là do họ trộm cướp. Họ không hiểu được cái nguyên nhân của mình đã trộm cắp nhiều đời, cho nên bây giờ mình bị tù tội. Rồi đến cái nạn như là dịch bệnh, là do họ sát sanh nhiều quá. Thì ông Chu Ăn Sĩ nói rằng là mình giúp cho họ thoát cái nạn này chỉ là phước bậc hạ, nhưng mà việc này cũng phải nên làm. Nhưng mà nói cho họ được cái nguyên nhân để sanh ra cái tai nạn khổ đau này là tham sân si, là sát trộm dâm dối, là tạo nhiều cái nghiệp xấu ác để cho đời sau họ không gặp nạn, không gặp khổ nữa, thì đây là phước của bậc trung, các hàng Bồ Tát giáo hóa chúng sanh bằng cách này. Nên chúng tôi nhiều lúc suy nghĩ lại sao cái tiền cũ của Ấn Tổ, ngày tập trung, ngày đổ vô trong cái việc kinh kinh nhiều hơn là cứu nạn lũ lụt. Bởi vì cứu nạn lũ lụt chỉ là cứu giúp cho họ trong tạm thời, nhưng mà cái khổ nơi tâm của họ không có cái pháp để họ tu, và không có cái nhân lành, họ biết cái nhân lành để họ làm đời sau nữa để họ vượt cái khổ. Cái chỗ này đại chúng nên suy gẫm, suy nghiệm. Chúng tôi hôm qua giờ suy gẫm cái chỗ này. Nói như vậy không phải mình không có giúp họ khi gặp lũ lụt hoạn nạn, trộm cướp, họ bị tù đầy, mình không đủ khả năng như thế nào mình giúp họ được như thế. Ví dụ ở ngoài miền Trung bây giờ bắt đầu mưa tới, nó lũ lụt, coi như là họ đói kém, đói khát quá, thì mình cứu ngặt mình ra, mình cứu cho họ cái nạn đó được. Nhưng mà để cho nó hết luôn á, thì đòi hỏi con người này phải thay đổi nhân tâm, bắt đầu tạo nhân thiện. Khi tạo nhân thiện được rồi, bắt đầu cảnh giới họ nâng cao, họ rời khỏi cái khu đó. Hoặc giả là có thể nước đến đó mà họ ở một cái địa điểm an toàn, thì là do cảnh giới trong tâm họ thay đổi thì họ thoát được cái nạn đó. Thì Bồ Tát giáo hóa chỗ này, Bồ Tát chỉ làm sao cho họ làm được cái nhân để họ không bị nạn và không bị khổ. Tám khổ đó là sanh, già, bệnh, chết là bốn, thương yêu xa lề khổ, thù ghét gặp gỡ khổ, cầu không được khổ, và ngủ ấm xí thành khổ. Đó là tám cái khổ, bát khổ và bát nạn. Nói chung quy trong cuộc sống chúng ta ở đây là tám cái khổ và tám cái nạn này. Mà còn ba cái khổ nữa là khổ khổ hoại, khổ hành, khổ, là chung quy chúng sanh mình phải chịu những cái điều này. Thì bây giờ mình giúp cho họ, ví dụ như là họ đói quá, mang con cá đến đưa cho họ ăn, ăn cái lũng vô, ăn vô no rồi cả gia đình họ, rồi ngày mai đói tiếp. Rồi nếu mình cho họ cái cần câu, ở ngoài đời người ta dùng cái danh từ là cho cần câu hơn con cá mà, cho họ cần câu, họ đi câu cá để họ sống. Giống như là mình giúp cho họ một cái nghề, mà cái nghề đó lành mạnh, thì họ kiếm tiền để họ nuôi sống, và họ biết giúp cho họ được cái nghề rồi là chỉ là một cái nhân, một cái quả họ hưởng thôi. Họ hưởng một cái quả đó. Rồi bây giờ làm sao nói cho họ được một cái nhân họ làm thiện lành để họ không bị đói khát và không có trông chờ người ta giúp hoài. Nhưng mà trong cái cuộc sống hiện tại nó là như vậy nè, lắng nghe. Chúng sanh thích hưởng quả, thích hưởng quả lành hơn là trồng nhân lành. Chúng sanh sợ quả ác mà không biết tránh nhân ác. Coi kỹ, bệnh hoạn là sợ, hốt hoảng, rồi đi nhà thương bác sĩ tìm thầy, nhưng mà cái nhân để ăn thịt chúng sanh không sợ. Coi kỹ lại, giờ chỉ cho họ được cái quả của bệnh là phải tránh được cái nhân ăn thịt chúng sanh là sát sanh. Hiểu không? Họ làm được không? Khó, ít có người làm được. Nhưng nếu mình nói ra mà người ta từ từ họ làm được, một người làm được thôi thì cứu cả cuộc đời của họ và nhiều đời nhiều kiếp luôn, để đến khi họ thành Phật luôn. Thì Bồ Tát làm cái chỗ này, tập trung vô làm cái chỗ là chỉ cho họ làm được một cái nhân, nhân thiện, và làm sao đoạn trừ được cái nhân khổ. Cái chỗ này là Bồ Tát tập trung toàn tâm làm ở chỗ này. Ví dụ giờ con chim nó đã thành súc sanh rồi, hôm nay mua chim mang về thả cho nó, thì thả chỗ này nó bay chỗ kia, nó được một gieo một cái nhân
nhỏ đó là quy y cho nó, rồi nó nghe pháp cái gì đó, thì để mà nó thoát kiếp chim á thì chưa chắc về thoát nổi. Mình chỉ làm để nhân tâm con người mình có công đức phóng sanh, nhưng bây giờ mình cứu nó là đang cứu cho nó thoát cái kiếp chim á, thì cái chuyện này khó vô cùng. Hồi sáng đi quanh cái động Phật thắp nhang mà không biết sao cái chân mình bước dẫm lên con cốc rồi, nhưng mà sao thấy nó mềm mềm, mà sao không biết cái chân nó khiến sao cái gót nó nặng hơn, cho cái mũi dép nó không có nặng, cho cái mũi dép mà nặng là nó xẹp ruột phải. Quá trời xung quanh cốc nhái đồ đủ thứ, ốc đồ xung quanh. Bây giờ mình muốn cho nó hàng ngày đó, nó cũng đang nghe mình tụng kinh đó, đang nghe lễ Phật, đang trì đại bi, mà để nó thoát cái kiếp con cốc đó biết khi nào, lâu vô cùng. Nó đã thành cái quả rồi. Bây giờ phải chỉ cho con người mình nè, đang là con người nè, đừng tạo cái nhân xấu ác để làm loài súc sanh. Thì cái này là cái mà quan trọng cực kỳ. Để nó thành súc sanh rồi đó, để giúp cho nó thoát khỏi súc sanh, cái chuyện này nó khó. Cứu cái quả nó cực kỳ khó. Bây giờ phải chỉ cái nhân để họ tránh cái nhân ác, để họ thoát cái quả ác. Rồi tránh chỉ cho họ cái nhân thiện, để họ trồng cái nhân thiện, để họ được cái quả thiện. Thì đây là giáo hóa của hàng Bồ Tát. Mà giáo hóa cái này vẫn là chỉ có là bậc trung của công đức thôi. Còn bậc thượng là gì? Bậc thượng của công đức là gì? Giúp cho họ thoát khỏi tám nạn, tám khổ, và vượt ra tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, thoát khỏi sanh tử luân hồi. Nói về Phật Pháp cho họ nghe, nói về pháp môn tịnh độ cho họ nghe, nói về thần lực chú đại bi và công đức tịnh nghiệp. Thì đây là công đức bậc thượng. Ông chỉ nói được hai cái công đức mà chúng tôi chiêm nghiệm, cái công đức trong văn sao Ấn Tổ nói, dầu cho chỉ cho họ làm lành có phước, và họ có phước, họ cúng dường từ lúc sanh ra cho đến lúc họ chết 100 năm là 100 tuổi, mà họ cúng bảy báu, họ cúng dường, cái chuyện gì họ cũng cúng hết trơn, giúp người nghèo họ cũng giúp. Mà đây chỉ là phước báu hữu lậu để sanh lên trời làm người, vẫn đi vào đường quanh ngõ rẽ. Còn nói cho họ biết cái pháp môn tịnh độ, họ đem bao nhiêu cái phước báu công đức, họ hồi hướng về cực lạc, họ phát nguyện vãng sanh, thì họ rời khỏi tam giới, họ thoát khỏi luân hồi. Đây là công đức bậc thượng. Cái chỗ này văn sao nói, ông chỉ nói đến hai cái giai đoạn là công đức bậc hạ, là cứu ngặt, cứu nạn, cứu đói, cứu khổ. Thường chúng tôi thấy cảm giác cái chỗ này quý vị lắng nghe, người đó đang làm ăn thất thoát, đem giúp cho họ 1 tỷ, họ mừng, họ lạy lục, họ cung kính, họ coi như là biết ơn vô vàng. Nhưng giúp đó cho họ chỉ giúp trên cái quả khổ, chưa chỉ cho họ cái nhân khổ. Nhìn kỹ lại đây. Nhưng mà chúng sanh thì thường xích thích cái đó, thích mì ăn liền, có tiền 1 tỷ đưa vô làm ăn là thích cái đó. Chứ mà để ngồi mà lắng nghe người đi trước mà chỉ cho họ, để họ từ từ để khôi phục lại cái nhân tâm của mình, là làm nhân thiện và dứt nhân ác, thì cái chuyện này khó có con người nào mà nghe, khó có thể họ chịu. Không ai nói cho họ, và họ không có thích thú làm chuyện này. Họ chỉ thích bệnh, làm sao hết bệnh liền. Rồi nghèo, làm sao hết nghèo liền. Rồi người này đang bị nước lửa cuốn trôi, mất nhà, làm sao cho có nhà liền. Đó, bản tính con người phàm phu tục tử mình là thích cái quả như vậy, thích hưởng cái quả tốt như vậy, nhưng không chịu trồng cái nhân tốt và không chịu tránh cái nhân xấu. Đó là cái thảm khốc của con người mình. Giờ chúng ta nhìn lại cái bộ phim ông anh sĩ, cái bộ phim của ông Du Tình Ý Công, chúng ta chiêm nghiệm được cái chỗ này. Khi mà ông đến đường cùng rồi, ngày 30 Tết mà không có tiền để mua mượn được chút tiền ăn trộm, nó cũng móc túi nó lấy hết rồi, mua con gà cũng không còn tiền mua luôn, mang ba cái ruột gà đồ về thôn. Ông thấy đường cùng ông ngồi, trời ơi, thấy cái lúc đó là ông vô đường cùng rồi. Ông kêu giờ nhìn cái gia cảnh như vậy thôi, giờ mình chết cho nó xong. Ông chạy xuống cái sông đó, ông lủi xuống cho chết. Ông táo thần, ông biết rồi, ông biết trước tình hình ông này là sẽ tự giận chết vì cái chuyện đói khát. Ông kêu nè đi qua ghe không, đi chạy qua thuyền không, từ đây nói vậy. Cái ông tỉnh ra, cái ông không nhảy xuống chết. Ông trèo lên hỏi bao nhiêu, kêu 10 đồng, ông còn mấy đồng ông bỏ ông đó. Ông cũng tiếp tục nghĩ phải chết nữa thôi, chứ không còn con đường nào sống hết. Thì bắt đầu là ông nhờ có mấy người cho nó đấm kéo lại. Thì cứu này là cứu ông này là đang là cứu cái nạn, còn nạn đói để ông tự tử chết, cứu nạn. Thì
Thì đối với ông Áo Hồng, ông thấy giúp như vậy vẫn chưa ra khỏi cái nạn đâu, còn tiếp cái nạn. Rồi bắt đầu ông về, ông ngồi 30 Tết không có một đồng trong nhà, buồn phiền đến cùng cực luôn. Cái bắt đầu ông xuất hiện, ông đưa cho mấy thỏi vàng, trời ơi mừng húm lên, mừng quá cỡ luôn. Bắt đầu ông cứu đói, nạn hồi nãy là nạn đâm đầu xuống sông chết đó, bắt đầu nạn cứu đói thì cũng mừng quá trời luôn. Nhưng mà chưa đến đó chưa ngừng, mưa cứu cái quả một chút đơn rất là chưa có gì gọi rằng là giúp cho ông thoát khổ hết. Mà phải làm sao? Chỉ cho ông ra được từ cái tâm ác của ông, từ cái tâm ngông cuồng của ông, từ nơi cái tâm mà xài phước không biết bố thí cúng dường. Lúc đó cái này mới là cứu ông nè. Nhưng mà lúc ông đưa vô đường cùng ông khổ rồi, chỉ ông mới nhận được. Chứ còn ông đang sung sướng, ông làm quan tiền bạc chưa khổ, chỉ ông nghe không? Không bao giờ nghe. Bây giờ nhìn cho kỹ lại, chúng sanh không đau khổ mà nói để tu Phật Pháp là chuyện này khó có. Nhìn kỹ lại, chỉ có bậc thượng thượng thì họ giác ngộ, không còn khổ họ vẫn tu được. Mà chính cái khổ đó đó, người ta nhục mạ mình, người ta chửi bới mình, người ta chà đạp mình, người ta làm cho mình khổ nói không nên lời, mà mình hiểu được Phật Pháp thì về sau phải cảm ơn người đó. Thì cuối cùng sao? Chỉ cho ổng ra, ông là một con người vô ơn bội nghĩa. Đó, cái ông mà gia đình người ta đỡ cho vợ ông đẻ xong rồi ông quên ơn, đến ngày hôm nay bắt đầu mới kêu ông ghi lại cuộc đời, ông nhìn hết lại cuộc đời của ông rồi ông mới thấy ông là người vô ơn bội nghĩa, quá vô ơn bội nghĩa và làm bao nhiêu việc xấu ác. Bắt đầu ông mới cải ác và bỏ cái tâm ác và bỏ dứt trừ cái nhân ác, cái nhân khổ này, bắt đầu hành thiện từ cái tâm thanh tịnh đó. Trong 3 năm ông bắt đầu hoàn thiện đến nỗi mà cử thân một cái muốn làm việc thiện thì trăm điều thiện tới liền, không có một sức trục trặc gì hết. Vừa là các thiện thần hỗ trợ, vừa là trong mạng ông có thiện, cho nên ông vừa cử thân một cái là ông có. Và ông đã thoát được cái khổ từ nơi chuyển cái nhân ác, cái nhân khổ và làm cái nhân thiện. Và cái cuộc đời của ông gặp được Táo Thần là vị Bồ Tát chỉ cho ông. Đó, bây giờ thí dụ như ông Táo Thần ông có thần thông diệu dụng vậy đi, nhảy xuống sông chết, ông cứu hết tiền, mang tiền tới, rồi cho sống sung sướng như vậy. Nhưng mà cái nhân khổ ông này hết không? Ông tiếp tục tạo nhân khổ thì quả khổ ông cứ đời này ông Táo Thần có thần thông diệu dụng giúp ông hết cuộc đời đi. Nhưng mà đời sau ông có tránh khỏi khổ không? Không. Tránh khỏi nạn không? Không. Bởi vì cái nhân tâm của ông vẫn là tạo cái nhân ác, tâm vẫn là bất tịnh chứ không phải là tịnh ý. Ý ông vẫn chưa thanh tịnh. Cái chỗ này chúng tôi cảm được sâu sắc và lấy nhiều cái tư liệu để mà cung cấp đại chúng. Nhiều tư liệu. Văn sao thì ông Tổ nói phải giúp cho họ cái nhân, đó là quả giác của Phật A Di Đà, là danh hiệu Phật, để thoát khỏi luân hồi sanh tử, đó là câu Phật hiệu. Rồi giúp cho họ được làm được cái nhân thiện để hưởng quả thiện, dứt được nhân ác để làm sao tương lai không còn ác nữa. Thì ba cái phước báu giúp được nạn, cứu được nạn, thì đó chỉ là phước bậc hạ. Đi bố thí cúng dường làm phước cứu lũ lụt vẫn là phước báu nên làm, mà phước bậc hạ thôi. Họ ăn rồi họ không hiểu nguyên nhân của khổ, không hiểu nguyên nhân của dịch bệnh, không hiểu nguyên nhân của gia đình bất an khổ đau, thì họ đầy bồ lúa nhà cửa xây cho họ 8 tầng, hai vợ chồng vẫn cãi lộn. Hôm nay có cái lá thư chút nữa đọc, hai vợ chồng lên bờ xuống ruộng đường cùng rồi kêu thầy cứu con. Khổ. Nếu cho nó tiền đầy đủ nó có khổ không? Vật khổ. Ăn nhậu xì ke ma tí gái gú đủ trò. Bây giờ biết cái nhân khổ của con người như thế nào là nhân khổ của con người. Văn sao ông Tỏ nói chỗ này. Đang hiện tại là bây giờ con người, nhưng mà vừa thọ mạng hết làm loài súc sanh, hoặc là bây giờ con người là mang thân con người nhưng biến thành hình súc sanh luôn, biến thành hình dạng thân con người, biến hình dạng bằng súc sanh luôn. Chút nữa có một cái câu chuyện này thầy Tấn sẽ đọc, có vị nhà sư từ đạo hành biến thành con cọp, lông lá ra y chang như con cọp. Tướng do tâm sanh, tướng con cọp này do tâm sanh.
tướng con người là do tâm sanh, tướng loài súc sanh do tâm sanh. Vì sao đây là một con người mà bây giờ nó lại là tướng người mà bây giờ vừa thọ mạng hết nó lại chuyển qua tướng loài súc sanh? Ấn Tổ nói nè, vì sao? Thứ nhất là cái nguyên tắc để làm con người họ mất hết, đó là 12 chữ: hiếu, đệ, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sĩ, cần, kiệm, ôn khiêm. 8 chữ này, 12 chữ này mất thì tuy là bây giờ con người đang mặc áo, đang ăn cơm là con người, chứ không phải như con chó ăn phân, đang là đội mũ, đang là con người giàu có của cải vật chất, đang lên xe xuống cổ mỗi người trọng vọng, nhưng mà 8 chữ này bên trong họ đã mất rồi, thì bây giờ bắt đầu họ biến thành loài cầm thú rồi đó, là tâm họ là giả thú rồi đó. Có thể là trong đời này họ chuyển thành con thú luôn, và đời sau họ thành con thú là chắc. Bởi vì cái chữ 8 chữ mà nguyên tắc để làm con người và năm giới họ phá vỡ mất rồi: sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói láo, uống rượu, phá vỡ luôn. Rồi 8 chữ này họ cũng bị phá vỡ luôn. Cần là siêng năng không có nữa, chỉ nằm như con heo để chờ người ta thảy chút gạo, chút cháo vô, chút rau vô để ăn thôi, rồi làm thức ăn cho người ta thôi. Kiệm cũng không có biết tiết kiệm gì nữa cả, xài phung phí luôn. Ôn là không biết ôn hòa. Rồi khiêm cũng không biết khiêm cung nữa, cung kính không biết nữa. Thì đây là một con súc sanh rồi, là loài súc sanh rồi. Hôm nay chúng tôi chiêm nghiệm được chỗ này, thì hiện tại là súc sanh rồi, thì thọ mạng hết thì chắc phải làm súc sanh, đợi thời gian thọ mạng hết để nhận quả báo thôi, chứ không có còn là con người nữa. Nếu không học thánh hiền thì biết chỗ này là cái nhân để đọa lạc làm loài súc sanh đâu, không biết nổi, không biết nổi. Người ta cứ nói ồ, sát sanh là cái chuyện bình thường, loài súc sanh sanh ra để mục đích cho mình ăn, đó là truyền thuyết ông bà truyền từ xưa nay là như vậy rồi, gặp nhau vui là phải có thịt mới vui, có rượu mới vui, đó là cái xưa bày nay làm rồi đó, đâu ai chỉ đâu. Cái chuyện trai gái rồi, cái chuyện vợ chồng ăn nằm, cái chuyện bồ bịch rồi, chuyện đó như ăn cơm uống trà, chuyện đó có cái gì đâu. Đúng, phàm phu mình nó nghĩ không có gì hết trơn á, cái chuyện trộm cắp rồi có gì đâu, cơ hội là làm cho sợ gì, ngán gì đâu. Rồi nói láo, nói miễn sao lợi mình thôi, nói ai chết thì chết. Thì cái nhân này không chỉ cho họ tránh, cho nên con người mất cái phước làm người rồi. Khi mất cái phước làm người rồi làm cái gì cũng không được, để coi nha, để ý nha. Làm gì cũng không được, đi đâu ai cũng ghét, cũng chửi, người ta nhục mạ mình. Bắt đầu là hết phước làm người thì nó làm con gì? Con súc sanh, con thú. Cái chuyện này quý vị để ý lại. Phước con người không còn là do gì? Do xài và hưởng, phá luôn nữa. Phá cái phước con người. Mà cái phước con người khi mình đã phá qua cái chiều hướng gì? Tham sân si. Rồi làm cái gì nữa? Khởi niệm là tham sân si rồi đó. Làm cái gì? Là sát trộm dâm dối. Hết cái phước con người. Nhưng mà người ta thấy chuyện này là bình thường, không có gì hết. Rồi cái quả đó đến khổ đau, lên bờ xuống lượn, gặp những cái nạn này, họ than trời trách đất. Ông Vũ Thịnh Ý, ông than trời trách đất. Tôi làm phước, tôi mở ra cái trường học dạy về văn xương xã để cho mọi người làm lành, mà tôi có làm tội ác gì đâu. Nhưng mà không ngờ từ nơi cái tâm ngông cuồng, từ nơi cái tâm gọi rằng là cống cao ngã mạn, từ cái tâm sát sanh đi câu cá về, rồi đủ trò đủ chuyện đi lên trên thi hương để mà gặp những rượu chè rồi những cô đẹp, rồi bắt đầu cái đắm chìm trong đó. Hên có đứa bạn nó kêu về chúng thôi là chết, bỏ mạng cho nó. Thấy con người có phải con người không? Vợ mình thì đang ở nhà nuôi con, Mai Quyên thiệt là ngoan luôn, may hai cái áo cho chồng lên thi hương, lên gặp áo khác, muốn lấy áo khác bằng vô, thấy nhỏ cái đẹp muốn chọn nhỏ khác vô, không có lòng chung. Mà chữ chung của con người không có thì là loài người làm gì làm được nữa, không còn làm loài người. Thì trong này có một cái giai thoại thứ hai, Chu An Sĩ nói là có người, người ta hỏi ông là người ta không tin rằng con người chết có thể làm loài súc sanh và súc sanh có thể làm người lại. Người ta nói người ta không tin, mà ông lý giải rất hay. Ông lý giải ông nói là Phật nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh giống nhau, không hai không khác. Phật tánh giống nhau.
mà phải vì sao mà trở thành con người, Phật tánh đó trở thành loài súc sanh. Còn ngạ quỷ, địa ngục mình không thấy, không nói rồi. Họ thấy súc sanh sờ sờ đây nè, họ kêu người làm súc sanh là không bao giờ có rồi. Thì ông mới lý giải như vậy. Ông biết vì sao người ta làm con người không? Con người là họ đi thẳng đứng nè, thì cái tâm của họ chân thật ngay thẳng. Đời trước của họ là chân thật ngay thẳng, giữ năm giới đầy đủ, tám chữ hiếu đễ, trung tín lễ nghĩa liêm sĩ, cần kiệm ôn cung. Thì cái tâm họ chánh trực, cho nên cái tâm này nó khiến mang một cái thân con người đi thẳng. Họ lý giải rất hay và rất hợp lý luôn, mình nghe vô giật mình luôn. Rồi con loài súc sanh gọi là bàn sanh, nó đi ngang, nó đi ngang, và con người nó nằm ngang. Vì con người này ngang ngạnh, dối trá, hỗn láo, sắc sược, tâm xấu ác, cho nên phải làm loài bàn sanh, là phải đi ngang. Tuy rằng con thú và con người có Phật tánh giống nhau. Ông lý luận ở chỗ này, chúng tôi phục ông này liền. Cho nên Ấn Tổ phải khen ngợi ông Chu An Sĩ, một vị Bồ Tát lấy ra những cái lời và lý luận là hàng Bồ Tát mới nói được. Và con người không có tâm chánh trực, hiện tại họ là đang đi thẳng đứng, nhưng mà tâm địa họ là súc sanh, là giả thú rồi. Chờ ngày thôi. Chờ ngày gì? Chờ ngày thọ mạng hết là phải chui vô lò súc sanh. Và thọ mạng chưa hết vẫn hành sự như súc sanh luôn. Bữa chúng tôi kể câu chuyện cái đứa con trai mà đi quýnh bài quýnh bạc hết tiền, rồi mượn tiền người ta. Cái bà đó bà ghét má của chú này, kêu về hành dâm ông phải làm. Ghê không? Tức là mang thân người mà vẫn làm chuyện súc sanh rồi. Thì Ấn Tổ ngày nói sâu hơn chút chỗ này, lắng nghe. Con thú tâm lòng dạ của nó dục ái rất mạnh, nhưng nó không có điều kiện khả năng để cho nó làm hành sự. Nó không có khôn khéo như con người. Con người phải xây nhà, xây cửa, có giường, có chiếu, rồi có điện mở, điện tắt, rồi ở trong một cái phòng đó. Thì nếu con người là con người thì xem vợ mình là người để sanh con nói dõi tông đường. Còn nếu mà vợ chồng, mà trong vợ chồng luôn, không phải là tà dâm đi lăng chạ đó, mà nếu hành sự như loài thú mà không biết tiết dục mà cứ ăn nằm, thì cái này gọi là giàu cho chánh dâm, nhưng mà người nam này phải chết sớm vì tinh lực đã hao tổn. Người nữ này phải nhiều căn bệnh người phụ nữ, và người nữ này sẽ khổ đau vô cùng. Vì càng ăn nằm tâm ái càng dâng trào, và tâm ái càng dâng trào như vậy thì không những chồng mình mà gặp ai cũng ái luôn. Người phụ nữ nghiệp ái này nặng, cho nên nó bắt phải mang bầu sanh con đẻ cái cho đau khổ để trả quả chứ. Cái chỗ nào nói văn sao mới nói được chỗ này, đúng không? Ai nói được chỗ này? Mà ai giữ được cái chỗ này? Ai giữ được cái chỗ mà mình là vợ mình, mà mình có thể mình biết coi như là khách, quý trọng như khách, quý trọng như bắt đầu mới gặp luôn, thì hạnh phúc này bền bỉ. Và ngài cảnh báo đó là cái tâm nhơ nhiễm và tạo ra xấu ác, nhất là vàng ác dâm đứng đầu. Lúc nào cũng nuôi dưỡng cái tâm đó, thì đây là một cái chất kỵ của câu Phật hiệu. Nếu không quyết liệt để đoạn trừ nó thì câu Phật hiệu đưa vô không nổi, vô không nổi, bị cản đường rồi. Nếu mà không quyết liệt niệm Phật để đoạn trừ thì mình bị tu, bị chướng ngại. Chỗ này là chỗ chướng ngại, nhìn cho kỹ sâu sắc chỗ này. Cho nên cái việc mà nhân quả là chuyện giáo dục, khó giáo dục vô cùng. Họ thấy cái quả trước mắt là khổ đau, là nghèo nàn, là túng thiếu, là lũ lụt, là hạn hán, là dịch bệnh, là bị trộm cướp, bị nước trôi. Cái quả họ thấy rõ ràng, nhưng mà nói họ nguyên nhân không tin. Quý vị thấy Phật pháp khó hiểu không? Nhân quả là giáo dục của Phật pháp, giáo dục đạo đức của thánh tiên hiền là của Nho gia. Mà không có Nho gia mà để hiểu Phật pháp là chuyện này khó. Kêu họ tin được cái chuyện mà họ bệnh hoạn 80% và chết 40% trực tiếp, và 40% là gián tiếp bệnh hoạn gì, cái chuyện ăn nằm họ tin không? Không tin. Tổ nói họ không tin là không tin. Tin có quả là bệnh thấy rõ ràng, nhưng không tin nhân. Và thích hưởng quả, quả lành, quả ngon, nhưng không chịu chồng nhân lành. Thì đời trước có chồng cho nên giờ được hưởng, hưởng đã hết rồi bắt đầu gặp quả khổ rồi, lưng tròng nước mắt rồi bắt đầu mới là cuống cuồng lên.
mà cuống cuồng lên mà không gặp ông Táo Thần thì cỡ cỡ như ông Du Tịnh Ý mà còn đâm đầu xuống sông chết nữa, mình là gì? Không gặp thánh hiền là mình chết ngay, chết liền, không cần ngáp đâu. Ví dụ mình lỡ mà cái cùng đường mạt lộ của mình là cái giai đoạn này mình phải thọ quả khổ rồi, biết sao cái phước đời trước nó còn chút đỉnh, nó nhen nhúng, coi như là nó phực lên chút xíu, mình tưởng là chúng bánh làm ăn được rồi ngang, mà cái đó cũng là cái chướng ngại luôn, đang hưởng. Mà người hưởng phước là phải tạo nghiệp chứ, đúng không? Hưởng phước là tạo nghiệp. Trong cõi khổ này mà không hưởng phước và cho có phước cho người ta hưởng thì mới không tạo nghiệp. Đó, thì lý luận của ông Chu An Sĩ, thứ nhất là sở dĩ con người có Phật tánh và súc sanh cũng có Phật tánh, vì sao gọi là bàn sanh nó đi ngang bốn chân mà con người là đi hai chân đi thẳng đứng? Vì con người có trí hướng thượng, và loài súc sanh bắt đầu trí nó không hướng thượng được nữa, mà trí nó bắt đầu hướng hạ, đi ngang và đi xuống. Ghê chưa? Ông lý luận rất hay, ông này Bồ Tát mà. Ấn Độ nói là ông Chu An Sĩ là Bồ Tát. Rồi thứ hai là con người của mình có cái miệng nói được. Vì sao con thú cũng có cái miệng mà nói không được? Lắng nghe cho kỹ nha. Con thú nó cũng có Phật tánh, với mình không hai không khác, mà sao nó có miệng nó không nói để nó kêu oan khi người ta giết nó? Nó chỉ ếch. Hoặc nó có nó chỉ la thôi chứ nó không nói gì ra tiếng để mà kêu oan, để mà giải oan hoặc kêu người ta cứu giúp giùm. Không kêu được. Là gì? Do cái miệng của nó nói láo, nói sắc sược, nói những điều lừa gạt, nói cho người khác khổ đau, cho nên có cái miệng mà nói không được. Trời ơi, ông này ông lý luận quá sâu. Rồi vì sao con người mình lại có mặc quần mặc áo vô? Vì con người mình biết hổ thẹn, con người mình biết hổ thẹn, biết sửa xưa tu nay, biết làm lành lánh ác, biết hổ thẹn, cho nên phải còn cái tâm hổ thẹn trên mặc quần áo, đúng không? Con người mình có người nào không hổ thẹn? Khùng khùng điên điên cởi áo quay đường là hết hổ thẹn phải không? Cái đó là man man rồi, không nói rồi. Chứ con người phải có hổ thẹn. Bây giờ có ai lột quần áo đi quay đường không? Hổ thẹn chết đi chứ. Thì con người có hổ thẹn, nhưng con thú không còn tâm hổ thẹn nữa, cho nên nó có mặc quần áo không? Nó lồng thồng nó đi tùm lum hết trơn. Trời, cái ông này ông lý luận mình nghe mình giật mình chứ. Vì sao nó trở thành con thú? Bởi vì nó hết lòng hổ thẹn rồi, tâm hổ thẹn nó mất rồi, làm ác không sợ và làm những điều sai trái không còn hổ thẹn nữa. Không hổ thẹn với chính mình, vô tàm, vô quý, không hổ thẹn với người khác nữa, không còn hổ thẹn, cho nên thành ra nó phải bị cái quả đó là phải trồng truồng đi ngoài đường. Còn con người nếu mà có mặc quần áo như vậy mà tâm không còn hổ thẹn, bất hiếu không biết là bất hiếu, bất trung không biết là bất trung, làm ác không biết là làm ác, thì tuy rằng mặc quần áo nhưng là con thú. Lý luận ghê không? Nghe đã không? Nghe sướng luôn không? Mà chúng tôi nói, phải nói ra được chỗ này là phải chiêm nghiệm rất sâu chỗ này. Do con người mình mùa lạnh mùa nóng, mùa lạnh thì có áo ấm áo bông, mùa nóng thì có áo mát áo mỏng, mỏng đến nỗi là vậy, coi như là bằng dây thôi chứ không có áo thiệt nữa. Bắt đầu chuyển thành con thú rồi đó nha. Hở hang bằng như con người không chịu, trời nó lòi tùm lum, nó hở tùm lum, bắt đầu muốn làm con thú rồi đó, muốn hở hang rồi đó, đúng không? Thì sao? Thì con người mình có cái phước, cho nên thành ra được quần áo che đậy đông hạ thu sang. Còn con súc sanh đông hạ gì cũng là bộ lông đó thôi. Trời ghê vậy ta. Ông lý luận ông kia phục liền, ông kia phục ngay cái đó. Bây giờ ông nhìn đi, ông đế quân Văn Xương đế quân, ông này chết đi sống lại hết 17 đời, là có đời trước ông làm rồng làm đủ loại hết trơn. Ông đang đi, ông đang có cái tâm hướng thượng, nguyện vãng sanh Tây phương, phơi phới chuẩn bị về cực lạc, đi ngang qua cõi trời một cái ông thấy sung sướng quá, ông đậu ở lại đây rồi dính lên cõi trời, người ta giao việc ông. Ông thấy một cô phụ nữ đang khóc rên ở dưới trần gian không có con, ông động lòng ông chui vô làm đứa con luôn. Trời ơi, đẻ ra ông kia rồi chết rồi, thôi giờ nằm đây rồi, giờ làm sao trời. 17 lần ổng phải làm chết đi sống lại 17 đời ông đế quân này. Rồi có một đời ổng thấy người đó gian lận quá, rồi bắt đầu ổng hiện hình thành một ông quan huyện trên cấp để trừng phạt ông này, nhưng mà không làm mạnh tay để mà bắt bỏ tù ông này. Ông như là ví dụ quan xã đi, là hối lộ quá, cho nên ổng làm quan huyện, ổng hiện hình ra luôn. Ông có phước báo và ông hiện hình như Bồ Tát vậy đó, ông hành hạ ông này mất hồn kinh rồi,
Cuối cùng ông này hỏi lên quan quyền, quan hiện không có xuất hiện, biết là thánh thần xuất hiện. Đúng không? Trời ơi, ông đế quân này kinh khủng, mà không biết ông Chu An Sĩ ông tìm ra được cái ông này mới nói con người có đời trước đời sau. Con người có thể thành súc sanh và súc sanh có thể thành con người. Nếu loài súc sanh này nó trả cái quả, nó không có còn phải ăn nằm dâm dục, nó không có còn cống cao ngã mạn, và bắt đầu nó trả cái quả vô lượng đời kiếp của súc sanh, bắt đầu nó mới làm người được. Mà làm người thì như thế nào? Nghèo cùng túng thiếu. Bây giờ súc sanh mới lên mà bị người ta chà đạp hủy nhục. Nếu làm người nữ hả, là thường súc sanh lên làm nội nữ trước cho chưa có cái kiểu mà được cái phước làm nam liền đâu, rồi bắt đầu làm gái an sương, đi vào những lầu xanh đó phải chịu sự khổ đau. Trời ơi, tổ nó kinh khủng thiệt. Vừa con người lên, vừa lò súc sanh lên làm con người, phải chịu những cái sự hành phạt như vậy. Quý vị thấy cái nhân ác nó nguy hại. Bồ Tát chỉ cho mình nhân ác, mà chúng sanh không thể làm được nhân, tránh được nhân ác. Bồ Tát chỉ nhân thiện, cho chúng sanh hành thiện tích đức, rộng tu âm phước, hồng không chịu. Nó gọi là chúng sanh ở cõi này là chúng sanh can cường khó độ mà. Trong cõi Nam Diêm Phù Đề này là chúng sanh can cường khó độ. May thay sao mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dám vào cõi này để độ sanh mười phương chư Phật. Phải khen ngợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà. Ở trong này là cái bọn nó cứng đầu mà sao không vào trong này. Vậy mà cũng được 1.250 vị tỳ kheo. Ghê không? Cả một nước Ấn Độ là lúc đó là 1 tỷ mấy dân, mà được 1.250 vị tỳ kheo, mà trong đó không phải là chứng A-la-hán hết. Chưa chứng A-la-hán hết. Thì quý vị biết cái số lượng con người ở tại nơi Đức Phật ra đời cách đây gần 3.000 năm là một vị Bồ Tát hộ minh ra đời, vậy mà độ cũng không được bao nhiêu. Thì biết căn cường cỡ nào, đáng lẽ một vị Phật xuất thế thì ngàn muôn con người đến đó để mà gặp Phật, để mà mình muốn liễu sanh thoát tử, nhưng mà họ không có làm được, họ không chịu làm. Không chịu làm phải thua thôi chứ làm sao mà làm được. Cho nên ổng lý luận những cái điểm mà hồi nãy giờ Giác Nhàn nói, quý vị thấy nghe hợp lý không? Hợp lý vô cùng. Và mình biết con người mình là vì sao làm loài súc sanh, bởi vì tâm hướng thượng không còn, cái tâm hổ thẹn không còn, cái tâm phước báu không còn nữa, và thích hưởng phước rồi muốn giết loài súc sanh. Cho nên hình đó Ấn Tổ nói hiện tại bây giờ đang làm con người, giết loài súc sanh, nó có miệng mà nó kêu tiếng người không được, để nó kêu oán không được, nó chỉ la hét, nó sợ hãi, nó oán thù thôi. Và nó có chân tay nhưng mà nó không có đứng đóng chống đỡ được. Ví dụ mình vô đâm nó nhảy đỡ đồ, làm giống như có vỏ đồ, làm sao đâm nó được không? Có chân tay mà không đỡ được, có mắt nhìn mà cũng không thể nào để mà thoát được. Thì sao đây giờ? Thì bây giờ nó phải trả cái quả cổ đời trước, là cũng ăn thịt của người ta, bây giờ phải làm thức ăn lại cho người khác. Đó là nhân quả. Tin được chỗ này không? Rồi bây giờ con người mình đang tạo nhân ác là được phước làm người vô lượng đời kiếp, làm con kiến, con heo, con dê, bây giờ được làm người rồi, tiếp tục cái tập khí cũ, phải ăn thịt nó để đời sau tiếp tục phải làm loài súc sanh để cho nó ăn thịt lại, chỉ cho họ bỏ cái nhân này, bỏ cái nhân xấu ác này. Họ nghèo cùng túng thiếu, chỉ cho họ cái nhân biết bố thí cúng dường, hành thiện tích đức, cần kiệm ôn cung, chỉ cho họ cái nhân này. Rồi đời này họ làm con người mà họ còn phước báo, đời sau họ làm mùi phụ nữ. Bởi vì nam đời này họ dâm dục quá độ, cho nên đời sau phải họ làm con gái an sương vào lầu xanh. Nói được cái nhân này cho họ nghe, lý luận làm sao đó nói cho họ phải tin cái nhân này. Mà người có căn lành họ tin, họ thoát khỏi cái kiếp của họ, họ thoát khỏi cái đời khổ đau của họ, mà thoát niệm Phật vãng sanh luôn thì công đức bậc thượng. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không nói chỉ còn hai người thôi, mình giúp cho họ, trong đời mình chỉ giúp được hai người vãng sanh về cực lạc, thì lúc lâm chung họ sẽ xuống và báo ơn mình. Đây là sự thực như vậy. Đó là chúng tôi hồi nãy giờ nói là 45 phút về cái việc giúp đỡ cái nhân bậc trung, bậc thượng, bậc hạ. Giúp đỡ cái nhân để cho họ biết là nhân khổ, và chỉ cho họ cái nhân cổ thiện để họ được hành thiện tích đức, họ được cái quả tốt. Và chỉ giúp cho họ được cái quả khổ, cứu ngặt cho họ, thì cái này cũng làm nhưng mà rất là sơ đẳng, bậc hạ. Nhưng bậc hạ cũng không bỏ. Cái người mà đã là họ thượng thượng rồi, chuyện hạ hạ cũng không bỏ. Ấn Tổ chuyên môn tiền để đi dành cứu giúp dân lũ lụt. Ngài nói cái chuyện này là chuyện phước bậc hạ.
cũng nên giúp họ, có còn hơn không. Còn bậc trung đó là giúp cho họ thoát nghèo, thoát khổ, đời đời kiếp kiếp, mà giúp cho họ thoát sanh tử luân hồi luôn mới thực sự là thoát khổ. Đó là pháp môn niệm Phật trong thời đại hôm nay. Nếu mà mình không tu pháp môn niệm Phật, mình đi nói cho họ nghe được không? Mình giúp họ được không? Là thí dụ bây giờ mình có tỷ phú như ông Táo Thần, ông có thần thông, ông hiện ra tất cả của cải lầu đài cho ông Vô Tình Ý ở trong đó, Vô Tình Ý hết khổ không? Hết khổ, chỉ được con chim quý ở trong lồng vàng. Thấy cái lồng vàng đẹp nhưng nó vẫn bị nhốt trong tam giới, vẫn nhốt trong dục giới, sắc giới, vô sắc giới, vẫn khổ. Cho những cái bộ sách Ấn Tổ giới thiệu là bộ sách của Bồ Tát không, nói nghe mình nghe thấy hợp lý liền. Ngài chỉ cái pháp môn niệm Phật, Ấn Tổ ngài chỉ pháp môn niệm Phật. Bây giờ chúng tôi nói lại là cái nhân khổ họ đã tạo rồi, tham sân si sắc chọn dâm dối đã làm rồi, quả khổ đời này đã thọ lãnh rồi, thì bây giờ kêu họ để làm sao cho hết cái quả khổ này thì chuyện này cực kỳ khó, chỉ giúp trong một cái giai đoạn ngắn nào đó thôi, chứ đời đời kiếp kiếp hết khổ là không có rồi. Bây giờ họ đang tiếp tục tạo cái nhân khổ. Bây giờ có hai cái gì mình chỉ cho họ. Thứ nhất là chỉ cho họ dứt ác hành thiện. Thứ hai là chỉ cho họ cái pháp môn tu để liễu sanh thoát tử, tuy rằng họ đang nhận quả khổ trong cõi này. Ông Vô Tình Ý là người coi như con cái bị tuyệt diệt, đứa khùng khùng Tiểu Hói Am bị mất tích, mấy đứa kia dịch bệnh chết hết, nhà sụp chết hết, vợ mù, làm ăn không có tiền, đến đứng đường cùng rồi. Vì ông đang nhận cái quả khổ này, chỉ cho ông cái nhân hành thiện tích đức, sửa xưa tu nay, và ông cũng có niệm Phật nữa, thấy không? Thì đây là hai cái nhân bậc trung và bậc thượng mà Táo Thần chỉ cho. Ông sửa được, ông cải đổi vận mạng được, và ông đã trở thành một người không còn nghèo cùng túng thiếu. Ngay lúc đang còn nghèo cùng túng thiếu, ông lên trên kinh thành để mà thi hương, để mà dạy học trò, mà người quan lớn hỏi cuộc gia cảnh ông, cuộc sống ông sao, ông vẫn không thấy thiếu thốn, ông vẫn thấy khổ. Ông kêu, được được không sao. Hay không? Không cần, không cần người báo đáp, không còn, không còn thấy cái khổ trong tâm, không còn thấy khổ nữa. Cảnh khổ còn mà tâm không thấy còn khổ nữa. Do ông niệm Phật, ông hành thiện tích đức, cuộc đời ông nhìn ra lúc nào cũng trên bầu trời là gì? Là một cái bức tranh đẹp. Bức tranh này là nhiều người được an vui. Ông sẽ dạy cho người ta biết về giáo dục gia đình, về cái chuyện cổ thánh tiên hiền đạo đức. Cho nên ông nhìn lên trên bầu trời, đó là bức tranh đẹp chứ không phải là bức tranh văn cẩu vẽ người tang thương. Còn mình đây là ích kỷ, hẹp hòi, ganh tị, sân hận, bực tức, tham lam, chà đạp, phạm sát, trộm dâm dối, nhìn lên bầu trời trở thành con vịt, bức tranh thành con chó, văn cẩu vẽ người tang thương, do lò đời nó nung nấu, lò cừ nung nấu sự đời mình quá khổ, và không biết tìm cái nhân để thoát khổ, mà không biết tìm cái nhân để làm thiện luôn. Cho nên mới gọi là lò cừ nung nấu sự đời, mà bức tranh văn cẩu vẽ người tang thương. Đúng không? Bây giờ mình nhìn ra bầu trời mình thấy nó đẹp, không thấy bức tranh gì hết cả. Hoặc giả bức tranh đó là tranh Phật, tranh đó là tranh của từ thiện, tranh của bác ái, bao dung, thương yêu, phải không? Tâm hiếu để trung tín, lễ nghĩa, liêm sĩ. Thì bức tranh trên trời nó sẽ biểu hiện là đẹp thôi. Cho nên ở cái tội người nói là tâm người như tờ giấy trắng, vẽ vô bức tranh Phật là hưởng được, là cảnh Phật. Vẽ bức tranh súc sanh mất đi tám chữ hiếu để trung tín lễ nghĩa liêm sĩ, năm giới phá sập luôn, là bức tranh này là bức tranh của súc sanh rồi, chắc cú à, thấy chưa? Cho nên thành ra là cái việc mà quan trọng vẫn là có quả khổ rồi, nhưng mà nhân tâm không khổ, trong tâm không khổ, do có pháp lành an tâm là câu Phật hiệu. Rõ ràng. Và cái cách niệm Phật ngày đó làm sao? Lắng nghe. Không cần tu thật tướng niệm Phật, chỉ cần trì danh nhưng đã chứng được thật tướng. Và khi chứng được thật tướng thì thấu triệt Tây Phương. Câu chỗ này siêu luôn, hay. A-di-đà Phật. Chú trọng trì danh tại chỗ nghe, chỉ cần nghe câu Phật hiệu, không cần phải làm gì nhiều. Và mắt thường thấy chớp mũi, để tâm, để con mắt này không bị tán loạn.
ngồi công phu mắt cũng phải phủ xuống 1/3 hí hí, nhìn thấy mờ mờ chớp mũi. Bước đầu khó vô cùng, dễ buồn ngủ lắm. Còn mở lớn là mắt mình đã đang bị phân tâm, chưa nhiếp được nhãn căn. Bởi vì nguyên tắc niệm Phật phải nhiếp được lục căn mà. Ý an trụ Phật hiệu, miệng niệm câu Phật hiệu, tâm mình nhớ câu Phật hiệu, mắt mình phải phủ đôi mi xuống, tai mình lắng nghe câu Phật hiệu, thân mình đang ngồi trang nghiêm thì phải là lục căn mình phải nhiếp thủ câu Phật hiệu. Điều nhiếp sáu căn, tịnh niệm tương kế. Niệm trong tâm bốn chữ A Di Đà Phật nghe rõ ràng. Nhưng nó không có sức mạnh, bây giờ cái khổ nó quá mạnh rồi, cái dục ái quá mạnh rồi, cái tham lam quá mạnh rồi, khởi lên một cái là rõ ràng mồn một trong tâm, câu Phật hiệu yếu nhớ, bởi vì đâu có tập nó đâu mà nó mạnh được. Thì bây giờ phải làm sao? Chỉ cần trì danh, không cần quán tưởng, không cần quán tưởng, không cần tu thập tướng, nhưng vẫn thấu triệt được Tây Phương. Vì trì danh là phương pháp hợp với căn cơ chúng sanh. Và bốn cái này là trì danh, quán tưởng thập tướng. Nếu ai mà nhiếp được sáu căn thì người này vẫn là đạt được thập tướng. Thập tướng không phải dễ đâu. Niệm Phật thập tướng, niệm Phật thì mình không có cửa rồi. Họ vừa đề cởi câu Phật hiệu là tâm họ đã thanh tịnh tuyệt đối, không có một vọng niệm và xô sự nước tâm lý nhất tâm niệm Phật tâm muội, thì người này mình không thể làm được, khó. Quán tượng thì lơ tơ mơ, tâm động và tâm này không an định thì cũng bị ma cảnh xuất hiện. Quán tưởng cũng không thành công, chỉ là trì danh, nghe cho rõ ràng câu Phật hiệu, chú trọng tại nghe. Thì Ngài chỉ cho mình niệm danh hiệu Phật, đó là lấy quả giác của Phật A Di Đà làm nhân địa tâm. Cái câu này nói tới nói lui mà vẫn còn hay. Và lấy cái tâm phàm phu thiếu phước nghiệp chướng yểu thọ, tâm xấu ác của mình gieo vào trong biển giác của câu Phật hiệu Nam Mô Di Đà Phật. Lâu ngày chày tháng, chỉ còn 3 năm là thấy bắt đầu có tín hiệu rồi. Tâm xấu ác của mình bắt đầu trở thành tâm hiền lương hiền thiện. Cái tâm mà nghèo cùng túng thiếu trở thành một cái tâm con người đó phước báu, phước trạch đầy. Một cái tâm ngu si, si dại trở thành người có trí tuệ. Trời ơi, làm sao mà được trong một thời gian ngắn vậy thôi. Chỉ có pháp môn niệm Phật mới có thể giúp cho mình được như vậy. Cho nên ra là Ngài nói về cái việc niệm Phật mà đạt đến cảnh giới là người niệm Phật, niềm vui của người niệm Phật. Chỉ có người chân thật niệm Phật mới biết được nổi. Nhưng phải chí thành khẩn thiết, nhiếp tâm mà niệm, chẳng được chấp vào tướng ngoại cảnh. Nếu không, cõi lòng chẳng thông, quán đạo chẳng thuần, ma cảnh hiện tiền cũng chẳng biết rõ thì nguy lắm. Phải nhớ kỹ, nhớ kỹ. Nhiều người niệm Phật xong rồi thấy bầu trời đẹp, đồ mây ngũ sắc, rồi Phật xuất hiện, rồi thấy thỉnh thoảng cái tâm mình nó hướng ngoại, rồi ân gia nhiều đời họ hiện cảnh Phật lên, mê chấp vô đó thì coi chừng ma cảnh xuất hiện, không chấp vào ngoại cảnh. Niệm Phật đến lúc mà Phật nói vào đài vàng, và chỉ bước vô đài vàng, đài bạc về Cực Lạc, chứ không có dướng ngoại cảnh. Chỗ này, chỗ Ngài nói, nhiều người bị dướng vô ngoại cảnh, chấp vào và ngoại cảnh là chết. Chấp tướng ngoại cảnh, người niệm Phật chẳng được chấp vào tướng ngoại cảnh. Nếu không, cõi lòng chẳng thông, lòng mình chưa thông suốt, chưa có xử lý viên dung được, tinh tâm chưa thanh tịnh, chưa thuần tịnh thuần thiện, quán đạo chẳng thuần thục, ma cảnh hiện tiền cũng chẳng biết rõ là nguy lắm. Hãy nhớ kỹ, phải nhớ kỹ. Nhắc chỗ này, nay những người thật sự hoằng dương tịnh độ khó được mấy ai, đem ý niệm tham học với khắp các bậc tri thức đổi thành nhất tâm niệm Phật thì lợi ích to lớn lắm. Nếu không chỉ thành ra uổng công nhập nhằn bôn ba mà thôi. Tu thiền nha, tu thiền như Ngài Triệu Châu, 80 tuổi Ngài Triệu Châu, 80 tuổi rồi còn phải đi hành cước để học tham phẩm. Vì gì? Lòng chưa an. Lòng chưa an, Triệu Châu 80 còn phải hành cước vì lòng chưa an. Ghê, cái pháp môn tu thiền khó. Còn tu tịnh độ làm sao? Không cần phải đi nhọc nhằn tìm kiếm, chỉ lo chân thật niệm Phật thôi. Niệm mà vô niệm, vô niệm mà niệm, chính là niệm đến lúc tương ứng. Dù thường niệm Phật nhưng chọn không có tướng, khởi tâm động niệm. Lúc chưa tương ứng, chẳng khởi tâm động niệm thì chẳng niệm. Tuy chẳng khởi tâm động niệm nhưng thường luôn xưng niệm hoặc ức niệm một câu Phật hiệu, nên nói niệm mà vô niệm mà niệm. Đừng hiểu vô niệm là không niệm, vô niệm nghĩa là không có tướng khởi tâm động niệm để niệm. Nhưng niệm niệm chẳng gián đoạn, cảnh giới này chẳng dễ đạt được đâu. Nhiều người nói vô niệm
là tôi không niệm gì hết, mà trong đầu tôi có A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đó là vô niệm mà niệm không phải. Cảnh giới mà vô niệm mà niệm này kinh khủng lắm. Họ đạt đến qua khỏi mà lý nhất tâm, sự nhất tâm, là người ta phải đạt cảnh giới là kiến tư đã đoạn và tâm họ đã vô cảnh giới không thể tưởng tượng. Sự trì là tin có Phật A Di Đà ở Tây Phương, tuy chưa đạt tâm này làm Phật, tâm này là Phật, nhưng quyết chí cầu sanh như con nhớ mẹ, không lúc nào tạm quên. Đây là chưa đạt lý nhưng chỉ tu trì mặc sự. Lý trì là tin có Tây Phương A Di Đà Phật, tâm ta sẵn có đầy đủ do tâm tạo, tâm là tâm làm, nghĩa là tâm vốn sẵn đủ lý ấy, tâm tạo là nương nơi vào lý tâm có đủ ấy là để khởi tu, thì lý ấy mới hiển hiện, do vậy gọi là tạo. Tâm có đủ chính là lý thể tâm tạo, chính là sự tu. Tâm có đủ chính là tâm này làm Phật, tâm này là Phật, tâm này chính là tâm làm Phật, tâm này làm Phật, bèn xứng tánh khởi tu, tâm này là Phật, bèn toàn tu nơi tánh. Tôi nghe chả biết gì, mình nghe mà không hiểu nổi cảnh giới này luôn. Nghĩa là sự tu là tin có Tây Phương Cực Lạc, có Đức Phật A Di Đà. Hằng ngày phải trì cái danh hiệu không bỏ. Trì chừng nào về tới Tây Phương Cực Lạc, đó là tông chỉ tịnh độ, là mục đích để vãng sanh. Nhưng lý trì là họ biết họ có tự tánh Di Đà, Di Tâm Tịnh Độ. Họ trì để cho nó hiện cái tự tánh Di Đà, Di Tâm Tịnh Độ này ra. Mà lý trì thấu đạt thì tâm mình là chánh báo tương ưng với Tây Phương. Nhưng đừng nói tâm mình tương ưng với Tây Phương mà không nguyện về Tây Phương thì cũng không về Tây Phương được. Ghê chưa? Nên mình học thực sự là chỉ nghe qua lốm chốm thôi, cho vô cảnh giới thì chưa vô được. Phải dụng công dữ lắm. 20 năm mà không giao tiếp một người Phật tử, nam nữ cư sĩ không giao tiếp 20 năm ở dưới chúng, một câu Phật hiệu, một bộ kinh A Di Đà, trì thần chú Đại Bi, niệm Quan Âm, và Bồ Tát phải hàm dưỡng như vậy, mà còn phải khiêm hạ là 20 năm tiên niệm Phật mà tâm vẫn chưa nhiễm đạo. Gửi cái lá thư cho Ngài Đế Nhàn, bấy lâu đây nhờ Pháp Sư dạy dỗ an ủi. Cung kính mình đi công khổ. Ngài Đế Nhàn mà phục ấn tổ sát đất mà Ngài gửi thư đến Ngài hỏi thăm bệnh đó, Ngài nói là kinh khủng luôn. Không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta nó thực sự mà có duyên với bộ văn sao, bước đầu vô coi như đọc cũng phải nói là đau đầu đau óc, coi như đọc phải nói là chóng mắt luôn. Có nhiều lúc sợ luôn, mình làm không được, mình thấy vô mình hổ thẹn mà mình muốn coi như là chịu không nổi luôn. Nhưng mà từ từ lần lần rồi cái tâm phàm mình bắt đầu nó hòa lẫn với thánh trí. Chứ không chưa đạt được thánh trí mà nó hòa lẫn được. Từ từ nó vào. Thấy không? Cho một bộ sách có nhiều người nói, ô văn sao tôi đọc rồi, đọc bao nhiêu con tháng hết rồi. Chúng tôi hôm nay 3 năm mà giảng chưa hết, và chưa vào cảnh giới, giảng chưa hết chứ đừng nói đi vô cảnh giới nữa. Phải biết là mình một con người hậu học, hết sức thận trọng. Mai nói về cái chuyện niệm Phật thêm, còn nhiều cái tư liệu này. Thì hôm nay có một cái cô gửi lá thư cũng lưng tròng nước mắt, giống như cái cô ở Vân Đồn, Quảng Ninh, biết bữa nay đến đâu. Chắc là chúng tôi nghĩ chỉ cho cô niệm Quan Âm cô qua được. Cô yên, chứ không yên chắc bà réo xuống. Khổ. Cứ chồng về, chồng chửi, chồng chê, chồng chà đạp, chồng làm cho lên bờ xuống ruộng, sanh một đứa con eo ọt, không có nên người. Do tiên thiên là cái tinh lực của ông chồng không đủ, cho nên thành ra mới thành ra nên nông nổi như vậy. Tiên thiên không đủ cho nên con người sanh ra là bị tiên thiên quan trọng. Được tiên thiên của cha của mẹ không đủ là cái tinh lực của con tinh trùng không đủ, cho nên thành ra tiên thiên quan trọng của một con người. Họ đâu có hiểu đâu, mà càng ăn nằm nhiều là tinh càng loãng, tiên thiên càng bị mất mát. Hậu thiên là sanh ra rồi bắt đầu ăn uống cha mẹ nuôi dưỡng mới là hậu thiên. Mà tiên thiên là cái gốc. Có hiểu được chỗ này không? Đâu hiểu nổi. Cứ tha hồ mà ăn nằm cho nên tinh lực bị loãng, con cái yếu nhớt luôn, bệnh hoạn. Từ cái tiên thiên bị bóc túc rồi, không đủ. Thì cô này thầy Tánh sẽ đọc cái lá thư cho đại chúng nghe. Cô kể như vậy cho mà chắc khổ đến cùng đường mạt lộ rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Sau đây con xin phép đọc lá thư của vị cư sĩ gửi đến cho cô ân sư Thượng Nhất Thanh Nhàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Con chào thầy. Con xin thầy giúp đỡ cho con. Con rất đau khổ, không biết phải làm như thế nào. Con là một đệ tử theo Pháp Môn Tịnh Độ và đã ăn chay trường từ năm 14 tuổi. Năm nay con đã 27 tuổi, đã có gia đình và có một bé trai được hơn 3 tuổi, nhưng chưa bao giờ có hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân. Đầu tiên, con ăn chay, chồng con ăn mặn và còn không tin Phật Pháp. Dù nhiều lần Phật Pháp nhiệm màu nhưng vẫn không chịu tin. Luôn khó chịu khi con mới nhạc Phật. Cũng vì không tin Phật nên khi con cho bé ăn chay thì gia đình chồng phản đối và xảy ra mâu thuẫn rất nhiều. Thứ hai, tình cảm vợ chồng con không khi nào ấm êm. Chồng con có tính mê rượu chè, cờ bạc và nghe lời bạn bè xúi giục. Nhiều lần dính nợ, thân tàn ma dài. Cũng vì thế mà con với chồng đã từng ly thân 2 lần. Ngờ như là bỏ nhau được, nhưng cuối cùng ông vẫn quay về xin lỗi và hứa làm lại từ đầu, không sa ngã vào cờ bạc, rượu chè, bê tha nữa. Con nghĩ tới hoàn cảnh của chồng vừa mất mẹ, cha thì có vợ khác, không nhà, không cửa, nên con mềm lòng quay lại. Lần này thì thực sự chồng con thay đổi, không cờ bạc và giảm hẳn nhậu nhẹt, nhưng tính tình thì nóng nảy hay cấu vào, nên chúng con hay cãi nhau, cãi đó rồi hòa đó. Cho đến mấy hôm trước, bạn chồng con ở dưới quê lên, tên này cũng là kẻ không có trách nhiệm, bỏ bê vợ con, nhậu nhẹt, cờ bạc, bị nhà vợ khi dễ, nên lên nhờ chồng con kiếm việc cho họ. Con không muốn chồng dính líu tới những người như vậy, nên tỏ vẻ không thích, thì chồng con liền quay sang chửi con, đồ không có lương tâm. Tính chất công việc của chồng con đi làm xa một tuần mới về nhà một lần, vậy mà vì tính kia mà bỏ con một mình đi với hắn. Cũng vì hắn mà chửi con tức quá liền đuổi con đi theo tính đó luôn đi. Thì chồng liền xách ba lô mà đi luôn, kêu con là khó chịu. Thật sự con rất thất vọng. Vì sao tất cả những gì con cố gắng xây dựng, chồng con đều đạp đổ. Chồng con nghèo tiền con chấp nhận, mà giờ nghèo luôn cả tình cảm. Lo cho bạn bè mà chẳng nghĩ gì đến vợ con. Con muốn ly hôn nhưng con không biết phải làm sao. Bỏ chồng thì có mắc tội không? Vì chồng không cha mẹ, không nơi nương tựa. Mà còn không bỏ thì con mãi đau khổ với cái suy nghĩ chồng con tệ bạc với con, với gia đình không nhà dạy chờ. Rồi lỡ chồng con nghe lời suy dài của bạn bè mà lại hư thân nữa thì con rất khổ. Bao nhiêu năm qua việc chăm con tiền sữa hầu như là không lo. Mang tiếng vợ chồng 4-5 năm nhưng sống với nhau chưa được 1 năm nữa à. Con rất khổ, thầy giúp cho con. Cho con lời khuyên đi thầy, con thật sự không biết phải làm sao cho phải. Dạ, thì đến đây là kết thúc rồi. Tổ sư Ấn Quang khai thị về giáo dục trong gia đình. Con người và trời đất cùng xưng là tam tài, chẳng phải là chuyện suông. Mà phải có con tham dự giúp đỡ sự sinh trưởng thì mới chẳng thèm. Nếu không, thịt đi thấy chạy suốt đời ô uế trời đất, sao còn có thể gọi là tam tài cho được. Nếu lãnh hội được ý này đem áp dụng vào việc dạy dỗ bọn trẻ, ắt sẽ có thể tận tâm kiệt lực đem tài năng ra dạy dỗ. Trước hết lấy đạo đức làm gốc, rồi mới đến văn chương là ngọn. Thường luôn dạy nói hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ, khiến cho chúng nó biết đạo làm người, khởi tâm đồng niệm, cư xử nói năng điều thuần thiện.
tạo thành cơ sở có thể dựa vào bậc thánh. Kinh dịch nói, dạy cho bọn trẻ nhỏ để tránh công lao bằng với công lao của bậc thánh như vậy. Tức là nói về điều này, nếu có thể dùng cái tâm này để dạy người, thì học vấn lẫn phẩm đức của chính mình ngày càng tươi sáng. Con người sẽ được cảm hóa, chẳng đợi phải đốc thúc quả trách, mong cho họ sẽ thuận theo. Thiên hạ chẳng yên, thất phu có trách nhiệm. Hiện thời nước loạn dựng không đốn, anh em cùng một nhà đánh nhau, tranh đua muốn tàn hại lẫn nhau, dân không lẽ sống. Điều do cha mẹ trong gia đình không khéo dạy, thầy giáo trong nhà trường không khéo dạy, đến nỗi kẻ có thiên tư quen thói làm sằng, đứa không có thiên tư căm lòng làm cái giặc bướng bỉnh. Ông giữ được tấm lòng gấu tránh nguồn trong để làm chuyện vun bồi nhân tài, tức là chẳng có địa vị mà nắm quyền cai trị, chẳng đến tòa mà thuyết pháp vậy, còn vui nào hơn. Trích dẫn văn sao tục biên, thư trả lời cư sĩ Trác Chí Lập. Cổ nhân nói, do đất mà té, do đất mà đứng dậy, rời khỏi đất mà mong đứng được thì quyết chẳng có lẽ ấy. Nay thấy đạo loạn lạc đến cùng cực, bỏ hiếu, bỏ lương thường, vứt bỏ hoa thèn, đúng là muốn cho có người chọn chẳng cách gì cầm thú thì mới xứng bụng. Nguyên do đều là vì lý học bài bác nhân truyền, nhân quả, tội phước báo ứng và sanh tử luân hồi. Đấy chính là cội rễ chung của sự lộn lạc hiện thời. Điều khiến cho cội rễ lộn lạc ấy được nảy nở xung xuê chính là vì trong gia đình không khéo dạy dỗ, trong nhà trường chỉ biết học theo lối cử nghiệp cầu công danh, chọn chẳng nhắc đến chuyện đến độ những ham muốn sân bày để khôi phục lễ nghĩa, thành ý chánh tâm, vân vân. Vì thế người đọc sách quá nửa đều là vì muôn mèo dối trá. Mãi cho đến gần đây, gió Âu vừa thổi qua thì những kẻ chưa được khéo dạy đấy, ai mà chẳng buông lung hấn hở. Do vậy giết cha giết mẹ vẫn tự khoe khoang. Những thói xấu ấy đều do chẳng dặn đến luân thường. Thiên chức của cha con, chồng vợ vân vân, và chẳng bằng đến nhân quả báo ứng. Cho nên các thói xấu ấy càng đặc biệt lừng lẫy mạnh mẽ. Nếu ai nấy chú trọng luân thường hiếu hậu vân vân, và biết thiện ác đều có báo ứng, dẫu đem cái chết để uy hiếp buộc phải làm những chuyện giết cha giết mẹ vân vân, cũng chỉ đành mặc cho chúng nó giết, quyết chẳng chú làm theo lời bọn ấy. Do phải biết rằng thiên hạ loạn lạc là do gia đình không khéo dạy dỗ, và chẳng nói đến nhân quả báo ứng mà ứng thành. Biết bao người thuộc giới chính khách, quân sự, giáo dục, hồi đến nguồn gốc loạn lạc và nguồn gốc để thái bình đều không đáp được, tức là chẳng biết cá nhân gây ra tai ngã, mà cũng chẳng biết cá nhân để đứng dậy. Trích dẫn văn sau tên biên, thư trả lời cư sĩ Vạn Lương, lá thư số 2. Cần biết rằng cuộc đại loạn này là vì Trịnh Châu bài xích nhân quả luân hồi mà khơi ra đầu mối. Do quốc gia chẳng để xuống truyền giáo dục, đến nỗi cha mẹ trong gia đình chỉ dạy con cái mở mang tri thức, chẳng bảo ban con cái về nhân quả báo ứng, đạo đức nhân nghĩa. Thầy giáo trong nhà trường chỉ biết dị học soạn văn chương, chứ đối với chuyện tận tụy theo đuổi sự nghiệp học thánh học hiền, một câu cũng không nhắc tới. Bởi lẽ những hàng thầy giáo ấy từ bé tới già cũng chẳng biết học hành là để học thánh học hiền, chỉ biết soạn văn chương để cầu công danh. Đến khi đã được công danh, bèn cậy thế kính người, cái tận hại cho địa phương mười phần hết tâm chính.
Những người tạo lợi ích cho địa phương chỉ được một hai phần mà thôi. Cổ nhân nói, thầy là gương mẫu cho người khác. Khuôn chẳng thành khuôn, mẫu không ra mẫu sẽ gây hại chẳng nhỏ. Cần biết rằng, con người cùng với trời đất cùng xưng là tâm tài, tài là tài năng. Trời chẳng biết cao bao nhiêu, to bao nhiêu. Đất chẳng biết dày bao nhiêu, rộng bao nhiêu. Con người chỉ 5-6 thước là một vật nhỏ nhoi sống được 6-70 tuổi. Sao có thể sánh cùng trời đất chẳng thử xứ đường mà xưng danh? Nên biết rằng trời đất tuy có thể sanh thành vạn vật, nhưng nếu không có con người giúp đỡ giáo dục sẽ chẳng thành thế đạo. Vì thế, con người có thể kế thừa bậc thánh đời trước, mở mang đường học cho người đời sau. Đấy chính là trách nhiệm của kẻ làm cha làm thầy. Nếu biết ta là thầy của người khác, dẫu ta không có đức để cảm hóa người, thì cũng nên nhất cử nhất động của chính mình đều chẳng để sai lệ. Tức là chuyện phi lệ chẳng nhìn, lời phi lệ chẳng nghe, tiếng phi lệ chẳng nói, chuyện phi lệ chẳng làm. Câu chuyện vua hóa hổ. Thiền sư Từ Đầu Hành vốn là con của một nhà nho tên Từ Vinh, có sự chơi ý với Diên Thành Hầu. Hầu giờ phó sứ Đại Liên đánh chết, sư muốn cho thù cho cha, định sang Ấn Độ học Phật linh dị để giết Đại Liên. Nhưng khi đi tới xứ Mội Răng Vàng, vì thế đường xa hiểm trở, sư đành trở về vào ẩn trong hang đá Từ Sơn tu luyện có thần thông. Trở về tìm đến Đại Liên đánh ông ta mắc bệnh rồi chết. Từ đây oan nghiệp sư đã trả, các việc đời lặng như chỗ lành. Sư chạy khắp Tùng Lâm tìm học pháp thiền. Sau này sư đắc ngộ từ thiền sư Xuân Phạm ở chùa Pháp Vân. Sư trước có kết bạn với Minh Không, tức Nguyễn Minh Không và Giác Hải, cả ba đều thành tựu thần thông diệu dụng phi thường. Có một lần Đầu Hành đùa cợt nói đường Minh Không và Giác Hải hóa thân thành cọp, gầm lên dữ dội nhảy tới dọa chụp hai người bạn này. Minh không biết quở, muốn làm hổ thì sẽ được. Đến khi Đầu Hành sắp tịch, tắm rửa sạch sẽ, thay đổi y phục, gọi các môn đồ đến dạy: tốt nhân của ta chưa hết, phải còn sinh lại thế gian làm tạm vị quốc vương. Sau mạng chung lại sánh đến của trời 33. 33 là một danh từ riêng, không phải thứ bậc làm thiên chủ. Nếu thấy thân ta bị hư hoại thì ta mới thực vào niết bàn, chẳng còn trụ trong vòng sanh diệt này nữa. Môn đồ nghe lời dạy, ai nấy đều buồn thảm rơi lệ. Sư cũng dặn Minh Không: ở thân quốc vương tới đây, tôi sẽ bị áp tật, nhờ huynh lo liệu dùm. Sư an nhiên ngồi tịch để nhục thân tới tận sau này. Đời giặc Minh Sang đã đốt nhục thân của sư tan mất, rồi xin vào cung vua để trở thành vua Lý Thần Tông. Năm vua Lý Thần Tông 21 tuổi, năm 1148, bỗng nhiên mất bệnh biến thành cọp, gồng thép suốt ngày, ngồi xổm chụp người, cung loạn đáng sợ. Triều đình phải làm cuối vàng nhốt vua trong đó. Khi ấy có đứa bé tên Trấn Định hát rằng: nước có Lý Thần Tông, triều đình muốn việc thông, muốn chữa bệnh thiên hạ, cần được Nguyễn Minh Không. Lại có tương truyền bài khắc rằng: tập tầm vong có Nguyễn Minh Không, chỉ vua khỏi hóa tập tầm phá, muốn vua khỏi hóa có Nguyễn Minh Không. Triều đình sai quan chỉ huy sứ đón Minh Không đến ăn, sứ cười nói: đây không phải là việc của cậu ư? Quan chỉ huy nói: sao thầy biết trước? Sư bảo: ta đã biết được việc này trước 30 năm. Sư đến cung vua sai nấu một chảo dầu, bỏ 100 cây kim vào, dùng tay không thọc vào chảo, dầu nóng lấy kim găm vào thân vua châm cứu, nói: quý thi
Quý vi thiên tự nhiên lông móng răng đều rụng hết, thân vua hoàng phục như cũ. Vua tạ ơn sư 1000 thân vàng, 1000 phánh ruộng để hương hỏa cho chùa. Ruộng này không có lấy thuế, và Tô Minh Không làm quốc sư. Nhận xét phúc báo của sư đầu hành rất lớn, được làm vua của người và lại làm vua của trời. Nhưng trong truyền sử không biết rõ sư đã kế tạo những công đức lớn lao trong đời đó ra sao. Có lẽ sư cũng đã tác thành rất nhiều thiện nghiệp trong đời đó và nhiều đời trước nữa, cộng với công đức tu tập thiền định nên đưa đến phước nghiệp như vậy. Tuy nhiên, trong phạm vi điển tịch này, chúng ta chỉ xét đến quả báo hóa hổ một thời gian ngắn trong đời vua Lý Thần Tông, đánh chết pháp sư Đại Liên để trả thù cho cha, cộng với một lần đùa cợt hiện hình hổ để dỗ hai người bạn đạo. Dù sao hai người này, Minh Không và Giác Hải, đều là những vị tu hành đắc lực, nếu không muốn nói đã vào hàng hiền thánh. Hai tác nghiệp này khiến cho vua Lý Thần Tông đang ở thân người phải chịu đọa làm hổ một thời gian. Khi con cọp đạo hành gồng lên nhảy tới, sư Minh Không liền biết đó là người bạn của mình đùa cợt, và cũng biết luôn quả báo của hành động vô ý nảy sanh. Nên ngài quở muốn được làm hổ thì sẽ được. Quả nhiên 30 năm sau, lời quở trách kia đã biến thành sự thật. Có người giả tiếng chuột kêu, mèo gọi đi hẹn hò tà dâm, sẽ được làm thân mèo thân chuột ở đời sau đó. Nhưng cũng có người giả dạng nhà sư uy nghi đào mạo để kiếm sống hoặc để lừa gạt, họ sẽ đọa thứ gì. Dĩ nhiên như thế là có chút chủng tử làm thầy tu, nhưng trước hết người này phải đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, vì làm nhận hình tướng của bậc trì giới thanh tịnh. Chỉ có bậc trì giới thanh tịnh mới được quyền quật lấy chiếc áo ca sa của Đức Phật truyền lại. Làm nhận hình thức này mà tâm hồn đen tối, nhận lấy sự cung kính cúng dường mà nhân phẩm hoen ố không xứng đáng. Sự đau khổ và hèn hạ là sự chờ đợi dành cho họ ở mây sâu. Và lá thư đến đây là kết thúc rồi. A Di Đà Phật. Cái việc mà lá thư chúng tôi phân tích, lá thư thứ 3 trước, Phật sư Ân Quang nói có những con người đang là con người mà biến thành loài súc sanh luôn. Đây là câu chuyện ở Việt Nam mình, nhà sư Từ Đầu Hạnh. Khi thấy ngài Đại Điên đánh cha mình chết rồi, tìm mọi cách để phục thù, giết vị này xong rồi thì sau đó rồi mới giả làm con hổ, là mặc áo mặc đồ vô đóng như con kia, mấy con mấy người búa lân, làm như con lân mặc áo rồi giả làm hổ lại vồ. Đó là cái nghiệp ác nó biến hiện ra như vậy, mà chết rồi đời sau ra đi rồi đời sau mà tự tại ngồi nghe tu thiền mà tự tại báo cái là tịch diệt luôn, là xuất định rất sâu mà vẫn không thoát luân hồi được, vẫn còn kiến hoạt tư hoạt đời sau làm vua phải nhận cái quả báo là rong móng răng rồi làm như con hổ. Ngài Nguyễn Minh Thông là vị nhà đắc đạo, đợi 30 năm sau đến cái chảo dầu nấu sôi sùng sục vậy, quăng 100 cái kim vô thò tay bóc luôn chứ không có cần phải đợi nguội nữa, phóng vô người cái là cái thần lực của ngài Nguyễn Minh Thông đó làm cho hổ rụng tóc rụng lông ngay tức khắc, rụng móng rụng răng rồi bắt đầu trở thành con người. Cái túc nghiệp quá khứ đã sát hại một người và nhiều đời tạo nghiệp xấu ác, đang là con người mà biến thành súc sanh. Nếu mà không có nhà sư Minh Thông, Nguyễn Minh Thông, một vị tu đắc đạo, thì làm sao mà lấy cái kim ở trong chảo dầu mà có thể châm cứu chữa được. Bây giờ thấy không? Cái cõi này nó mong manh, cái thân mình chết đi sống lại có đời sau. Rõ ràng đây là câu chuyện của Việt Nam mình, chứ đừng nói Trung Quốc bị đặt. Đó. Thành ra là người chết làm cột, cột chết làm người, đang là thân người thành cột, mà đang là cột trở thành con người luôn. Từ tâm biến hiện hết, tướng do tâm sanh, tướng cột, tướng heo, tướng chó. Rồi biểu hiện của hai chàng trai cô gái, cái người bạn nói, eo,
rồi tín hiệu họ bắt đầu đi á. Hẹn nhau đi đó là nói thành giả tiếng mèo tiếng chuột kêu để mà có tín hiệu đi để mà hành tà dâm làm chuyện xấu ác thì sẽ thành mèo chuột hết, biểu hiện của nó. Mình thấy cái loài súc sanh mình, loài con người mình đang nằm trong cái vòng luân lao lý của nhân quả, thấy nó kinh hồn không? Ai tin được điều này? Thiện căn lắm mới tin được. Giàu cũng không tin nổi, trí thức cũng không tin nổi, bác sĩ, kỹ sư cũng không tin nổi. Vì không có thiện căn, không nghe người đi trước giáo hóa thì chịu thua. Rồi cái thư của cô này thì chúng tôi cho thầy Tánh đọc cái lá thư giáo dục gia đình của Ấn Tổ trả lời hết trong đó. Nhưng mà nhiều lúc đọc qua rồi, nhiều lúc anh em mọi người không thấy cái gốc từ đâu. Thì khuyên cô này lên trang web vô lượng thọ.vn mở cái phim mà coi, coi giống như chúng tôi coi, coi một ngày luôn hết 8 tập. Vô tình ý công gặp táo thần, coi lại bà vợ Mai Quyên, vợ của ông Lương Thầm Diêu Đô, tình ý công. Bà này cái khổ của cô viết lá thư này chắc bữa nay cô có nghe trực tiếp bằng cô Mai Quyên không? Chồng mình đi viết tấm bản để nhục mạ người khác, vừa khởi niệm sấm chớp rầm rầm sụp nhà đè chết hai đứa con, đau khổ đến cùng cực, không trách chồng một lời, tự trách mình. Thì chồng bắt đầu mới phục rồi, tiếp tục xong rồi uống rượu về, vừa chết đứa con uống rượu say xỉn buồn quá bữa, ói ra bà không nói một lời, nửa tháng không nói một lời. Ông tư vô tình ý nói nhờ cái hành động không nói một lời này mà tôi bỏ được tập uống rượu. Vì cô này lời qua tiếng lại, cho nên thành ra ông này vừa nhậu nhẹt cờ bạc, lời qua tiếng lại cho nên ra đi, phải học cô Mai Quyên này. Mai Quyên là một người con của một vị là làm thầy dạy về cổ thánh tiên hiền, được người con gái này được nung đúc trong một ngôi nhà, một người cha một người mẹ là hiền thiện. Coi lại đi, không những cô này đâu, mọi người luôn nên coi lại cái hành trạng của cô Mai Quyên này. Chúng tôi coi xong chúng tôi rơi nước mắt cầm không được với bà này. Bà này là một người phải nói là xứng vai với ba bà Thái, Thái Khương, Thái Nhậm, Thái Tịnh. Thực sự quý vị coi nhân vật trong này, họ thường tình không những kia lấy chọn bộ chuyện này đâu phải là đơn giản. Thì cô này coi lại đi, ông chồng mình uống rượu say xỉn về, vẫn lấy nước rửa mặt, vẫn phục vụ tới nơi, đừng cãi, đừng nói. Ly thân được cái gì không? Vẫn ở chung lo họ hết mức luôn, không nói chuyện nữa. Nếu mà họ chịu không nổi tự họ đi cũng không có oán thù với mình, do hai người cãi nhau đó. Nãy chúng tôi thấy trong lá thư lời qua tiếng lại, cãi nhau chí chế luôn, cãi rồi im được cái gì? Do mình không có cái tính gọi là nhu hòa ôn cung, ôn hòa không có, cung kính không có. Người phụ nữ như vậy là thất bại thôi. Do mình đi, mình khổ là đang bây giờ chồng đi nè, chồng bỏ, chồng chê, chồng chửi, chồng chà đạp là do mình không có được cái tấm lòng kiên nhẫn chịu đựng như Mai Quyên. Mai Nguyên quá ngoan, quý vị hư quá, hư lắm, thấy không? Đó. Bây giờ mình nhịn có gì không? Nhịn có chết không? Nhịn không chết, mà sống đời đời ai cũng tôn trọng, mà cãi nhau là chết à? Cãi nhau là chết. Sao con người cũng có cái miệng thôi mà người ta làm thánh thầm hiền, một lời hưng thịnh nước nhà, cũng là cái miệng của mình mà cũng làm gì thành loài súc sanh, một lời suy bại nước nhà. Do cha mẹ không giáo dục từ căn bản, cô này coi như là tấm tình người phụ nữ không ôn kim, không cần kiệm, không hiếu để trung tính, lễ nghĩa liêm sĩ. Học lại, trong đó nói cái bộ phim bà này là để lại cuộc đời, là vô tình ý là bà này là xuất sắc. Rồi đến đi ra thấy mấy câu đố quà nhiều quá, ông vô tình ý đứng đố, đứng giải câu đố, cầm một ôm quà nó ngang tới cổ họng luôn. Cái thằng cái đứa con nó dụ nó làm đố quà, cái đó nó bắt cóc đứa nhỏ mất. Tiểu Hối Am coi như nó bịt miệng nó dẫn đi, trò về bà cũng không nói một lời, bà tự trách bà. Từ khi một người con gái đó gặp người cha dắt hai anh em về, từ lúc đó bắt đầu người con gái đó tận tụy lo cho người con trai đó, và trái tim người con gái để dành cho người con trai đó. Giáo dục rất hay, coi đi,
Rồi từ đến lúc lập gia đình, người con gái theo để mà hỗ trợ tối đa, mục đích làm sao cho muốn người chồng mình, mới người con trai đó có thể đứng dậy được khi vấp ngã. Coi lại đi, bà này là thánh hiền, ở trong nhà thánh hiền, và ông cha của cô Mai Quyên này là dạy lời thánh hiền. Còn mình bây giờ lại rớt trong một cái gia đình quá là ngỗ nghịch, không có giáo dục gia đình thánh hiền, mình phải gặp như vậy chứ đâu phải là do họ là như vậy. Con người bản chất của họ là như vậy, nhưng mình không phải như vậy thì có khổ không? Thì chúng tôi trả lời cô này đã khổ đến đường cùng rồi. Ly thân hai lần là biết, nhậu nhẹt đánh bài là không thể ai chấp nhận. Nhưng mà những người đó họ biết quay đầu trở lại, với điều kiện mình phải là con người hiền thiện, họ quay đầu lại liền cho con. Quay đầu lại thì lãng tử hồi đầu quý hơn vàng. Cái người mà họ đang đi trên con đường phơi phới tạo nhiều nghiệp ác á, thì con người này thì thật sự không dễ gì gọi là thánh nhân ca ngợi. Thánh nhân ca ngợi là họ gặp ác họ quay đầu, gọi là thánh nhân ca ngợi. Và một người không làm tội lỗi nữa thì hai hạng người này thánh nhân ca ngợi. Bây giờ cô nhìn lại bản thân của cô, được sự giáo dục trong gia đình là làm được những điều thánh hiền dạy chưa? Đó. Mình biết người ta xấu ác, người mình phải tìm cách để mình thương yêu, và mình coi thử đến con đường cùng quả báo họ hết, họ tự chết đi chứ, là họ tự bỏ chứ, làm sao mình phải cái kình cãi để mà đổ vỡ gia đình như vậy. Cho nên thành ra cô này bây giờ nhận một cái quả, đó là gia đình ly tán rồi, bắt đầu mới là ôm hận khổ đau. Thế cuộc đời nó rắc rối không? Lấy cái tình cảm riêng tư, tư dục để sống với nhau, tự tư ích kỷ sống với nhau, cho nên khổ đau. Cho nên thành ra chúng tôi thực sự mà nói, quý thầy, quý chú, quý cụ ở đây cũng như trên đỉnh thấp, mọi người có còn chịu nghe thì chúng tôi còn chịu nói, mà không chịu nghe nữa thì chúng tôi không nói nữa, bởi vì họ không có chịu nghe. Dẫu cho họ không làm được mà họ chịu nghe thì họ hoan hỉ, họ nghe, nghe từ từ, giống như là mình đem cái tâm họ từ từ, mình đem cái Phật pháp đến cho cái tâm họ từ từ, nó thay đổi lần lần, một thời gian cái là họ trở thành thánh hiền hòa đạo này. Còn không chịu nghe thì sống với tâm phàm phu tục tử thì chịu chết. Cho nên thời xưa quý vị biết, những người mà có thiện chí muốn hướng thượng thì họ luôn luôn gần bậc thiện tri thức. Mà thiện tri thức như thế nào gọi là thiện tri thức? Thiện tri thức là chỉ được cái lỗi của họ, mà chỉ cái lỗi cho họ rồi giúp họ, chứ không phải chỉ cái lỗi ra đạp họ xuống hố. Chỉ cho họ có cái lỗi, họ sửa sai cái lỗi đó, thì bậc thiện tri thức với họ là người tri kỷ. Lắng nghe nha. Còn nếu người đó họ chỉ phích bề mặt bên ngoài, hào nhoáng bên ngoài, họ chỉ được của cải vật chất, nhà lầu xe cộ, được danh dự, họ được cái tốt thôi, còn chỉ cho họ những điều sai trái, họ không chịu nhận, thì con người này thì họ sẽ như con đường khổ đau, và thiện tri thức cũng không làm gì được, không phải là người tri kỷ nữa. Nên nhớ cái chỗ này, thiện tri thức là người chỉ cho mình được cái điều sai trái, còn người hại mình là mình đang làm sai mà họ còn tán thán mình, cho mình con đi vô con đường cùng, con đường chết. Mày hiểu nó như vậy. Thì hôm nay là 1 tiếng rưỡi. Hôm bữa gần như 1 tiếng, bữa nay bắt đầu 1 tiếng rưỡi. Lên lần lần để mình nghe nó mới thấm từ từ được. Thực sự chúng tôi nghĩ quý thầy quý chú trong cái giai đoạn này ở tỉnh thất Hồ Chiên Tu cũng như khắp nơi trên thế giới đang hưởng thụ Phật pháp văn sao, và chúng tôi cô động lấy những cái tinh túy của những lời thánh hiền nhiều bộ sách để nói cho quý vị. Đây là một cái phước trạch trong gia đình quý vị cũng như trong cái tỉnh thất Quan Âm và khu Chiên Tu. Đây là cái thời vàng son, chúng ta hay nói thanh bình vô cùng, ăn cơm xong rồi không có chật vật phải gì, phải chạy đi làm liền, hoặc là ăn chưa xong phải đi lo đi làm. Nước ngoài là họ bước lên xe là ăn trên xe, chứ không có thể ngồi được ăn một buổi cơm cho nó đàng hoàng, rồi ngồi được nghe những cái điều này, mà nhất là không khí trên này nữa thì thôi rồi, mát mẻ. Thì chúng tôi nói có hai con người, mà con người thực tế hiện hữu mà chúng tôi được biết là một cô đã ở bên Hàn Quốc, cũng còn trẻ thôi. Chúng tôi kể cái chuyện này liên quan đến cô này.
chồng chơi chứng khoán sạch sành sanh, tiền bạc tan tành, cầm luôn cái nhà luôn mà cô này cũng không biết, chuẩn bị ngân hàng đến để lấy cái nhà này rồi. Ông này không còn đường lối thoát, đi để tự vọng. Nửa tháng trời gọi điện không được khóa máy điện thoại để đi để mà tự tử chết. Thì cổ ngồi nhà cổ niệm Quan Âm trì đại bi với mẹ có cổ. Cô này tên cô Lương Phước ở Hàn Quốc. Cô trì đại bi, cổ cầu Bồ Tát Quan Âm cứu cho chồng cổ. Thì tự nhiên sau đó cổ gọi điện không được mà cổ nhắn tin cái hình Quan Âm Bồ Tát qua cái máy ông đó bằng Zalo. Thì ông kia vừa mở máy ra coi thì coi có tin tức gì gia đình, thấy Quan Âm Bồ Tát tỉnh ra không, đâm đầu xuống sông để chết nữa, không tự tử nữa. Bắt đầu lần mò từ từ cái quay về, thấy hình nữa nghe, chưa niệm còn nhận Quan Âm Bồ Tát linh ứng dễ sợ luôn. Bây giờ do cái tâm cô này quá tha thiết để cứu chồng mình, quay về lại kể hết sự tình như vậy. Cô này không nói một lời là trách oán mà nói em nợ anh từ Việt Nam sang đây để trả anh, thôi không sao, mất của mình có thể làm lại được, mất tình cảm mất mạng thì mới khó lấy lại. Ông kia phục liền, bắt đầu cổ đi làm á, cổ đi làm á là phải hàng tháng để lấy tiền của cổ là trả cho cái chủ nợ trong ngân hàng đó, và nó đang cầm cái nhà rồi. Thì nếu mà hàng tháng làm không đủ tiền là nó siết cái nhà, thì cổ cứ niệm Quan Âm, cổ nghe pháp, cổ đi làm mắt kiến rồi vậy đó. Rồi hàng tháng của cổ ví dụ được 10 triệu thì nó rút sạch hết trong đó, còn ổng đi kiếm được đồng nào kiếm hai cái xe chành chành bán hết, bắt đầu trả người ta bớt. Mà cổ vô lúc nào miệng cũng mỉm cười nghe pháp chúng tôi, một cái bài giảng vậy có khi 3-4 lần nghe pháp, người ta nói ổ mày khổ vậy sao mà mày vui vậy à. Nó kêu cái tâm thấy vui lắm, biết sao cái tâm vui lắm. Bây giờ nhà không biết người ta lấy lúc nào, chồng thì bây giờ là phục cổ rồi, là quý kính cổ vô cùng luôn, và giao hết tiền cho cổ giữ, và lúc nào cổ cũng là tôn kính chồng hết. Và khi cổ nghe chúng tôi giảng về cái chuyện vợ chồng khi có con xong đoạn tiệc là cổ làm được chuyện này, và chồng năn nỉ gì không là không mà vẫn hạnh phúc với nhau. Người này học Phật được, học lời thánh hiền được, họ áp dụng được. Đây là người còn sống chứ không phải là Mai Quyên của bên Trung Quốc. Thật sự là vậy. Đó, quánh bài đó. Cổ bây giờ cổ vui vẻ cổ trả. Đó là học từ lúc mà bắt đầu quy y với chúng tôi, đặt là Liên Phước chứ không phải là kêu là gia đình được. Cổ sanh trong một gia đình có nho do giáo mà biết lời thánh hiền giống như ba của Mai Quyên. Họ làm được. Họ quyết tâm họ làm được. Sanh hai đứa con xong rồi thôi. Không suy nghĩ khởi niệm đến và muốn về Tây Phương Cực Lạc là phải đoạn ác tu thiện, là phải dứt trừ cái tâm ái thì mới có thể vãng sanh. Nghe vậy họ làm. Đó là cái điều mà chúng tôi hôm nay nói, đã trả lời thư cô này, mà chắc là cổ thường nghe chúng tôi giảng trực tiếp. Nếu không nghe trực tiếp thì sẽ nghe lại cái đĩa hôm nay. Thực sự một cái đĩa hôm nay là bao nhiêu cái đầu tư của chúng tôi, quý vị biết không? Suốt ngày để trong cái tâm tư ở đây niệm Phật, hít thở, và thấy đây là một đại sự quan trọng dữ lắm mà, chứ không phải lên nói khào khào chơi chơi rồi bù loa bát lát rồi khoác lát rồi không để toàn tâm vô đây mà làm được sự việc như vậy đâu. Đây là chúng tôi đọc qua và thích làm chuyện này. Hôm nay hiểu ra ông Chu An Sĩ nói đây là cái nhân bậc trung, chỉ cho người ta cái nhân khổ, cái quả, cái nhân thiện để hưởng quả thiện, chỉ cho thấy cái nhân khổ để không còn làm quả khổ trong tương lai, chịu quả khổ trong tương lai, và chỉ luôn cái nhân đó niệm Phật cho họ vãng sanh luôn mà. Cái đây là đâu phải là cái chuyện bình thường đâu, phi thường, xây chùa chiền gì để toàn tâm vô đó không bằng chuyện này đâu. Mà khi để tâm vô với chuyện xây dựng thì nó bị giảm lên cái chuyện giảng này. Nên mong rằng mấy anh em quý thầy trên đó thì có những lúc mà nó 1 tiếng hoặc 1 tiếng 15 phút hoặc là 1 tiếng rưỡi, mấy thầy cũng cố gắng chịu đựng ngồi nghe. Bởi vì mấy Phật tử người ta coi như là hôm bữa đứt mạng một bữa mà họ coi như kêu trời kêu đất lên rồi họ tiếc rẻ như vậy, cho nên quý thầy cũng hết sức quan hỷ nha. Thôi giờ đây để chúng hồi hướng này. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tâm cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Giới hương định hương giữ huệ hương giải thoát tri kiến hương quang minh văn đài biến pháp giới cúng dường thập phương tam bảo tiền. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát.
Nam mô cúng dường Bồ Tát, Nam mô cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Hôm nay đầy đủ nhân viên lành tại khu chuyên tu chi nhánh tỉnh Thất Quán Thế Âm có Phật tử phát Bồ Đề Tâm bỏ tịnh tài ra mua tất cả chúng sanh đem về phóng sanh. Quý vị được công đức tài thí là hiện đời và sanh ra đời nào cũng đầy đủ của cải vật chất châu báu ngọc ngà. Hôm nay tất cả chúng sanh này được về quy y Tam Bảo sám hối nghiệp chướng, nghe được câu quảng đức hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật và nghe được chánh pháp. Quý vị được công đức pháp thí là hiện đời và sanh ra đời nào cũng đầy đủ trí tuệ sáng suốt thông minh. Đáng lẽ chiều hôm nay con chim này bị cắt cổ nhổ lông chiên xào nấu nướng đau đớn quằn quại sợ hãi ranh la. Quý vị mua cái chết này được công đức vô ý thí là công đức sức khỏe sống lâu ít bệnh hoạn. Này tất cả các loài chúng sanh từ đời vô thủy đến nay, chúng sanh do si mê tạo ra nhiều nghiệp xấu ác, cho nên thành ra kinh phẩm võng dạy rằng người chết làm chim, chim chết làm người, sanh tử luân hồi bao nhiêu đời kiếp đến hôm nay. Hôm nay quý vị vẫn còn tánh linh, vẫn còn tánh biết, vẫn còn Phật tánh, nên phát Bồ Đề Tâm quy y Tam Bảo sám hối nghiệp chướng, niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, quốc sám hối nghiệp chướng của mình. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Dư thi tịnh thị biến sai tâm thiên tánh không bắt đức lợi nhân thiên pháp giới quảng tăng viên diệt tội tiêu khiên. Họ Diệm Hóa Hồng Liên, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Thanh Lương Địa Hòa Thánh, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Phụ tử thị giả bác công đức thị tại thiên chân thiên tẩy chúng sanh nghiệp câu trần. Biên ngọc tỳ lo hoa tạng giới cai trung vô sứ bất siêu luân thủy bất tẩy thủy diệu cực pháp thân trần bất diễm trần vãng tác tự kỷ quyên trừ nội ngoại đảng địch đàn tràng sáng khô mộng nhi tác dương sương. Khiến ai bằng nhi thành định đồ sợ vị đạo nội ngoại trung gian vô trừ quế thánh phạm vui hiển tổng thanh lương Bồ Tát liệu đầu cam lồ thủy năng linh nhất đích kiến thập phương tinh viên có é tận quyên trừ phổ sáng pháp duyên tất thanh tịnh này chúng hữu tình bạn nhất thiết nghiệp chướng đất sanh căn bản tịnh độ đà lạ ni nam mô đại bi. Đại bi hội thượng bằng Bồ Tát, Nam mô Đại bi hội thượng bằng Bồ Tát, Điện thủ thiên nhãn vô ngài Đại bi tâm đà la ni, Nam mô A Di Đà Na Đa Ra Dạ Dạ, Nam mô A Di Đà Bà La Yến Đế Tư Bát Đa Dạ Bồ Đề Tăng Đà Bà Dạ Ma Ha Tăng Đà Bà Dạ Tâm bằng ra bằng về số năng na đang tỏ nam mô nắng kiến lần đổi hay mong a trì gia bà lo yến đế tăng bằng ra lăng đà bà nam mô na đang khổng trì hay trì ma ha bằng ra sa mê tăng bà a tha đầu vô bằng a thầy dừng tăng bà tăng ra nam ma bà giờ ma bằng đường đầu đang điện hạ nga bà lo hay di a trì ma ha bồ đề tăng bà tăng bà tăng bà ma ra ma ra ma e ma hay trì đà dừng câu lô câu lô yến mong đồ lô bà sa gia đế ma ha bà sa gia đế đà ra đề đệ ni tăng bằng ra gia giá ra giá ra ma bằng ma ra 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 lợi và ra và ra và ra 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 lo ho lo ma ra ho lo ho lo e đi ta na ta ra nâng đi nâng đi lo 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 bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya di đế đi ya na ra cẩm trì đề đề sánh ni na ba ya ma na ta ba ha tăng đà ya ta ba ha tăng bằng ra ya ta ba ha na ra cẩm trì ta ba ha ma ra na ra ta ba ha tăng ra tăng a mục cư ya ta ba ha ta ba ma ha tăng đà ya ta ba ha ya kiến ra tăng đà ya ta ba ha ba đà ma yến tăng đà ya ta ba ha na ra cẩm trì bằng đà ra ya ta ba ha ta ba ha na ma an ra nắng na ra ra ya ya na ma e di ya ba lo yến đế thức bằng ra ya ta ba ha tăng điện đô mạng đa ra bằng đà ya ta ba ha tăng điện đô mạng đa ra bằng đà ya ta ba ha tăng điện đô mạng đa ra bằng đà ya ta ba ha. Này các loài chúng sanh kia, các người nên nhớ cho khi Bồ Tát xuống sanh hướng tâm về Tam Bảo được trở lại làm người đầy đủ gồm chánh pháp tịnh sơ cùng nguyện thiên chuyên niệm Phật Di Đà chứng được ngôi bước thôi đầy đủ tưởng chúng sanh Nam mô tịnh độ Phật Bồ Tát. Nam mô tịnh độ Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng sanh này có bao nhiêu lắng tai nghe lấy những điều dạy rằng các người chớ lòng trường tồn tâm nên đời này chịu chúng sanh này tới tâm chẳng biết tu trì gây bao tội ác lành về mang thân sống đời này chết từ đau khổ lòng vậy sinh có được đâu lưới về tình vẫn bao cầu tạm mồi tan cảm bất cùng ơi vương đồng đúng đó vừa kia không ai thương hùng còn và mơ nâu răng sông nồi muôn vật chết này người cầm chân mây sao giờ các vị tiền nhân cứu cho người được có thân đến đây này được nhờ ông bếp mồ hoàng vậy ngươi kìm hồi đầu quy phật sống chống lòng vi phán vi tăng hết lòng sám hối tăng tâm nhẹ nhàng này các loài chúng sanh
sinh kia kính người xưa đã tạo làm bao nhiêu điều tội lỗi cũng đã tham sân si từ thân niệm ý mà sinh ra. Này các loài chúng sinh, hôm nay các vị quy y vâng lời đúng chúng tôn. Này các loài chúng sinh, hôm nay các vị quy y pháp đi dụ chúng tôn. Này các loài chúng sinh, hôm nay các vị quy y tăng chúng chúng tôn. Này các loài chúng sinh, hôm nay các vị quy y vâng không đồ địa ngục. Hôm nay các vị quy y pháp không đoạn ngàn quỷ. Này các loài chúng sinh, hôm nay các vị quy y tăng không đoạn vạn sinh. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đà Bảo Như Lai. Nam mô Bồ Tát Như Lai. Nam mô Diệu Xứ Tự Như Lai. Nam mô Quảng Bất Tự Như Lai. Nam mô Ly Bố Uy Như Lai. Nam mô A Di Đà Như Lai Ma Ha A Di Đà Phật. Ở Phật Tây Thế Giới An Lành Ngọn Mây xin phát nguyện vãng sanh cuối sinh được từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới đời từ đại bi A Di Đà Phật. Nam mô 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 Quan Thế Âm Bồ Tát. 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 Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thân Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thân Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức phóng sanh này hồi hướng bốn ơn và ba nguyện. Điều Phật Tâm Bồ Đề hết bộ bó tâm này sinh qua cõi Cực Lạc nguyện đem công đức phóng sanh này hồi hướng cho chúng con và tâm và quyến thừa cùng tất cả chúng sanh thân tâm an lạc tận bình tiêu trừ Bồ Đề tâm kiên cố từ dẫn dắt thời gian hành viên mang hồi hướng công đức phóng sanh này cho và văn tượng cho dù trong nhiều đời như kiếm cũng như hiện tại hữu hình và vô hình. Nếu có ai thấy nghe điều Phát Tâm Bồ Đề hết một ba thân này đồng sanh cõi Tây Phương Cực Lạc tự quy y Phật. Xin quy chúng sanh thể theo đạo cả phát lòng vô thượng tự quy y Phật. Xin quy chúng sanh chí huệ như biển từ quy y tăng xin quyền chúng sanh thống lý đời chúng tất cả không ngại quyền đem công đức này hướng về trong tất cả để từ và chúng sanh đồng sanh về.